Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 7. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và cảm động có tên Hôn nhân lệch tuổi của tác giả Đỉnh Lam. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. buổi chiều, Thế Khải từ công ty trở về nhà, vừa vào đến cửa chẳng thấy bóng sáng nguyệt đâu. Anh lơ luôn chị bé đang đứng nấu cơm trong bếp mà chạy thẳng lên phòng. Thế Khải gấp đến nỗi tông cửa bước vào, nhìn thấy Hải Nguyệt nằm thiêm thiếp trên giường mà anh cồn cào sốt ruột, tâm can như ngồi trên đống lửa vậy. Em có bị đau ở đâu không vậy? Mau cởi đồ cho anh kiểm tra. Thế Khải chạy ào tới không nói câu nào mà sờ chán rồi sờ tay chân của vợ hải nguyệt vừa chợp mắt một lúc đã bị những hành động của thế khải làm thức tỉnh cô bực mình quát anh làm gì vậy kiểm tra xem em có bị thương ở đâu không chứ làm gì anh tảo lao quá đi em có bị gì đâu bị đánh cái mặt như cái đầu heo mà nói không bị gì đâu hải nguyệt cười hề hề đáp sai anh biết anh có gắn camera trong nhà hồi trưa anh vừa đến công ty là đi họp ngay lúc quay lại kiểm tra lại mới thấy hóa ra là anh có gắn camera hả lúc em bị đánh chị bé chạy đi đâu rồi hả nguyệt cảm thấy sự việc mình bị đánh không còn dừng lại ở mức bình thường trong lòng của thế khải nữa nên kiếm chuyện bẻ lái sang chuyện khác lại đây em cho anh xem cái này nói rồi hải nguyệt nắm tay thế khải kéo anh lại trước bàn làm việc đến nơi cô lấy cọng tóc đã được bọc cẩn thận trong túi ni lông đưa cho Thế Khải và nói Đây nè Thế Khải ngạc nhiên đáp Này là thứ gì? Thì là tóc chứ còn là gì nữa Tóc của dạ thảo Anh đem đi thử ADN xem cô ta có phải là dạ thảo thật hay không Em vì cái này mà liều mạng đánh nhau với họ đấy hả? Không hẳn là vì cái này đâu Em còn lén gắn máy ghi âm vào giỏ sách Đế giày và trong xe của Thanh Thủy nữa Thế Khải đánh yêu vợ, sau đó cầm lấy túi ni lông có chứa sợi tóc của xạ thảo bỏ vào túi áo khoác. Anh bất ngờ cất giọng chất vấn. Vì cái này mà em đánh đổi sức khỏe của mình thế hả? Hải Nguyệt nhận ra trong lời nói của Thế Khải có phần tức giận, gương mặt cũng nghiêm túc hơn bình thường nên hơi hoang mang một chút. Cô bé lẽ đáp. Có rất nhiều cách, nhưng cách thông minh và sáng suốt nhất là nói với anh thì em lại không chọn em em hải nguyệt ấp úng mãi mà chẳng nói thành câu một lúc sau cô bối rối nói cho em xin lỗi đi lúc đó em không có thời gian để suy nghĩ sâu xa như vậy đâu anh chỉ muốn nhắc nhở em nên suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động vì trong cuộc sống đôi khi chỉ một vài giây sơ suất thôi phải trả giá cả đời đấy em có biết không hải nguyệt khẽ gật đầu nhưng vẫn rất buồn vì bị chồng trách nên cô trả lời qua loa em biết rồi sau đó hải nguyệt lên giường nằm ngủ thiếp đi mấy hôm nay thế khải rất căng thẳng vụ tai nạn xe của dạ thảo cũng chẳng đâu vào đâu thậm chí tài xế taxi chở dạ thảo hôm đó và cái tên lái xe bán tải gây tai nạn cũng không thể tìm thấy cứ như họ đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy nếu vậy thì rất vô lý nếu hai người đó gây tai nạn thì đáng lẽ cảnh sát phải điều tra chứ đằng này chỉ đến lấy lời khai cho có lệ rồi chẳng thấy tâm hơi đâu, cứ như vụ tai nạn của Dạ Thảo chưa bao giờ tồn tại vậy, thật khó hiểu. Anh cũng đã liên hệ với một vài người quen tra xem cùng thời gian đó có vụ tai nạn nào giống với tai nạn của Dạ Thảo hay không thì cũng không có. Nhưng cách ngày Dạ Thảo xảy ra tai nạn mấy hôm có một trường hợp bị tai nạn giao thông cũng chấn thương tương tự với Dạ Thảo, nhưng suy đi tính lại thì cũng không có chứng cứ nào đủ thuyết phục. Để chứng minh vụ tai nạn của dạ Thảo có vấn đề. Hai tiếng sau, Thế Khải gọi Hải Nguyệt xuống ăn cơm trong bữa cơm tối. Chị bé bất ngờ tiết lộ một chuyện quan trọng với Thế Khải. Trước đây cô Thảo rất là ghét ăn bánh quy. Có lần tôi đem để trước mặt cô ấy là cô ấy tức giận hất đổ ngay. Với lại cô Thảo rất ghét mùi hoa lại. Lúc nãy tôi cố tình pha một ấm trà có rất nhiều hoa lại. Vậy mà cô ấy vẫn không có phản ứng gì cả khác với trước đây hễ thấy thứ mình ghét xuất hiện trước mặt là cô ấy là mình làm mẩy, giận dữ lắm. Nghe chị bé nói, Thế Khải đã ngay lập tức chạy lên phòng, cầm lấy chiếc áo khoác rồi rời khỏi nhà. Thấy chồng gấp gáp, Nguyệt tò mò hỏi: "Tối rồi mà anh còn định đi đâu nữa vậy?" Thế Khải đi ra tới cửa, nghe tiếng vợ gọi liền nói vọng vào: "Hai người khóa cửa cẩn thận ngủ trước đi, anh đi làm công chuyện một lát, về sẽ tự mở cửa." Nói rồi Thế Khải chạy thẳng ra sân Chẳng mấy chốc tiếng động cơ xe từ từ xa dần Buổi tối Hải Nguyệt ngồi trên sofa Trông ngóng chồng đến sốt ruột mà không thấy anh về Trong khi chị bé đã ngủ từ bao giờ Chờ mãi mệt mỏi quá Hải Nguyệt dần thiếp đi trên sofa lúc nào chẳng hay Đến khi cô giật mình tỉnh dậy Đã thấy mình đang nằm trên giường từ bao giờ Bên cạnh Thế Khải vẫn đang ngủ say sưa Nhìn thấy chồng bằng xương bằng thịt trước mắt, Hải Nguyệt thở phào như vừa chút đi gánh nặng đang đè nặng lòng mình. Không hiểu sao mấy hôm nay, cô cứ thấy bồn chồn bất an, cảm nhận như sắp có đại họa sáng xuống đầu mình vậy. Sự xuất hiện bất ngờ của Thanh Thủy khiến sự bất an trong lòng của Hải Nguyệt càng bùng cháy hơn bao giờ hết. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Thế Khải, Hải Nguyệt nghĩ chắc anh đã có sự tính của riêng mình cũng như chuẩn bị tinh thần để ứng phó với những diễn biến tồi tệ có thể ập đến với gia đình trong tương lai. Dù là như vậy nhưng Hải Nguyệt vẫn không thể nào ăn ngon ngủ yên cho được. Ba chồng thì bị tiểu tam rắt mũi chẳng quan tâm gì đến vợ con. Chồng thì bị trà xanh dòng ngó. Em chồng thì không biết ra làm sao. Còn bản thân thì không biết khi nào sẽ bị kẻ xấu hãm hại. Đến giờ cô mới thấu hiểu cái câu Người giàu cũng có nỗi khổ của người giàu buổi tối của mấy ngày sau, sau khi tan làm ở công ty, Thế Khải trở Nguyệt về nhà trước, còn mình trở lại tham gia một cuộc họp quan trọng. Nguyệt về đến nhà Dạ Thảo bất ngờ đến tìm Thế Khải, nhưng trùng hợp thay hôm nay anh lại ở công ty. Hải Nguyệt biết Dạ Thảo đến đây cũng không có chuyện tốt lành gì, nên chủ động tránh mặt, để chị bé ra tiếp khách thay mình, còn mình thì ở trong phòng gọi điện thoại mách chồng và chỉ tầm nửa tiếng sau, Hải Nguyệt bất ngờ nghe tiếng động cơ xe truyền từ bên ngoài vào, biết Thế Khải đã về nên cô mới can đảm mà bước xuống lầu. Dạ Thảo nhìn thấy Nguyệt thì đứng bật dậy, hình như là muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp làm gì thì Thế Khải đã bước vào cất tiếng nói. "Mày đến đây để đánh nhau nữa phải không? Muốn đánh hôm nay tao đánh với mày." Dạ Thảo xanh mặt run lẩy bẩy, rụt rè quay đầu lại, mặt lấm lét khẽ nói. Em đến đây để xin anh cho em vào công ty làm. Thế Khải cười khẩy đáp. Mặt trời hôm nay chắc mọc đằng tây. Tao nhớ là mày chỉ biết xin tiền của mẹ thôi mà. Nay mẹ không còn mới biết quý trọng đồng tiền và công sức của bà ấy hả? Hay là không có ai cho tiền nữa mới lết cái xác đi làm? Nghe anh trai nói, dạ thảo chỉ biết câm nín, gục đầu xuống không dám ngẩng mặt lên. Thấy vậy Thế Khải nói tiếp sau khi bị tai nạn, cái nét của mày cũng thay đổi luôn sao? Bình thường mày cãi lộn với tao hay lắm mà. Hôm nay sao cơm như hến vậy? Dạ thảo bối rối, ấp úng mà nói chẳng thành câu. Em, em, em xin lỗi. Được rồi, không cần xin lỗi nữa. Câu xin lỗi của mày không biết có bao nhiêu phần trăm là thật lòng. Ngày mai đến công ty điểm danh làm nhân viên. Dạ, vậy em cảm ơn anh hai. Em về đây dứt lời dạ thảo đi nhanh ra cửa không thèm quay đầu lại một cái cô ta đi rồi hải nguyệt mới có thời gian để bàn chuyện với thế khải thế nhưng chưa kịp nói gì thế khải đã hỏi hôm nay mấy cái máy ghi âm của em có thu hoạch được gì không vậy có mà nói ra sợ anh buồn người yêu cũ của anh gặp anh trưng ra ánh mắt si tình muốn níu kéo chứ sau lưng anh thì đi tìm đại gia chẳng thu hoạch được gì ngoài mấy tiếng rên rỉ nũng lịu của cô ta lúc lên giường với đàn ông." Nói ra câu này, Hải Nguyệt âm thầm quan sát biểu cảm trên gương mặt của Thế Khải, thấy anh vẫn bình thản, chẳng có gì gọi là sững sờ hay ngạc nhiên gì cả. Nguyệt thầm vui trong lòng, cô nói, "Dù gì cũng là người yêu cũ, anh không buồn một tí nào sao? Việc gì anh phải buồn vì mấy chuyện đó?" Thiệt không đó. Không tin thì thôi. Dứt câu Thế Khải đột nhiên nghiêm túc rồi nói tiếp. Em kết nối qua máy anh luôn đi. Hiểu ý của chồng nên Hải Nguyệt làm theo lời anh ngay. Buổi sáng hôm sau, để có được niềm tin tuyệt đối từ Thế Khải, xạ thảo đến công ty từ khá sớm với quyết tâm là một nhân viên gương mẫu. Cô ta được Thế Khải phân công làm trợ lý hậu kỳ, tức là thu dọn hiện trường sau khi thợ may, thợ thủ công, thợ đính kết đã về hết. Công việc này cũng không khiến cô ta tức giận, còn trước mặt Thế Khải khẳng định một câu: "Em quyết tâm đi lên bằng thực lực." Kể từ hôm đó, cô ta nói được làm được, dù chỉ là thu dọn hiện trường, nhưng cô ta lại rất là siêng năng chăm chỉ. Một tháng sau, Thế Khải quyết định thăng chức cho Dạ Thảo làm trợ lý cho đội ngũ thiết kế, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho bộ sưu tập sắp sửa ra mắt trong tuần lễ thời trang tại Việt Nam cũng như chuẩn bị kế hoạch mà anh đã âm thầm chuẩn bị trong suốt một tháng nay. Nửa tháng sau, tức cách tuần lễ thời trang quốc tế ở Việt Nam chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra. Thế Khải nhận được một tin tức chấn động từ đội ngũ thiết kế của mình rằng Anh ơi, một công ty thiết kế khác mới vừa hôm qua đã tung ra bộ sưu tập 15 mẫu thiết kế xã hội trên trang cá nhân mà điều kỳ lạ là 15 mẫu thiết kế này giống hơn 80% những thiết kế mà chúng ta đang chuẩn bị cho tuần lễ thời trang quốc tế diễn ra vào mấy ngày nữa. Tin tức như xét đánh ngang tài khiến Thế Khải loạn trọng, suýt chút nữa thì đã không thể đứng vững được. Xã Thảo cũng chứng kiến được tình cảnh này của anh hai, nên ngoài mặt cô ta tỏ ra lo lắng, nhưng bên trong lại cười như được mùa. Vì chính cô ta là người bán bản vẽ thiết kế cho nhà tạo mốt đó để kiếm tiền ý đồ của cô ta chính là hạ bệ thế khải làm hội đồng cổ đông mất niềm tin vào anh để cho cô ta có cơ hội kế thừa gia sản mà bà hòa để lại chỉ còn mấy ngày cho dù có tăng ca cả ngày lẫn đêm vẫn không đủ để thế khải và mọi người hoàn thành những mẫu thiết kế mới cho kịp tiến độ sau khi đắn đo suy tính thiệt hơn thế khải quyết định chỉnh sửa những mẫu thiết kế ấy cho khác đi một chút để kịp trình làng trước công chúng vào ít ngày nữa, khi tuần lễ thời trang quốc tế sắp diễn ra. Buổi tối hôm ấy, Thế Khải tập hợp mọi người trong tổ may, đính kết và thiết kế lại, yêu cầu mọi người cùng nhau tăng ca để hoàn thành kịp tiến độ. Anh trịnh trọng nói: "Hiện tại công ty của chúng ta đang gặp khó khăn, tôi đề nghị mọi người tăng ca 5 ngày để chỉnh sửa lại những mẫu thiết kế vừa mới hoàn thành." Tiền lương tháng này tôi sẽ cộng thêm cho mọi người 30%. Nghe Thế Khải nói vậy, mọi người bắt đầu nhốn nháo cả lên, nhưng vẫn không dám ý kiến gì. Tuy nhiên có một chị trong tổ thiết kế đột nhiên giơ tay lên nêu quan điểm. Chị Trương, tổ trưởng bộ phận thiết kế, đã nghỉ phép cả tháng nay. Những mẫu thiết kế xã hội vừa hoàn thành, đa số đều do chị ấy thiết kế. Giờ bắt chúng tôi chỉnh lại, chúng tôi biết chỉnh thế nào được bây giờ? Sau khi chị Trương nghỉ thì hợp đồng giữa Ninh Thanh Thủy và công ty cũng kết thúc. Cô ta cũng không còn là thành viên trong công ty này nữa. Chẳng lẽ đây là sự trùng hợp thôi sao? Thế Khải cong mày tỏ ý không vui, anh gai gắt đáp. Tôi hỏi mấy người, mấy người vào làm ở đây trễ nhất cũng được 5 năm trở lên. Hơn 5 năm qua, cái bằng cấp của mấy người gửi gắm hết lên người của chị Trương rồi sao? Không có chị ấy chỉ đạo mấy người cũng vô dụng luôn hay gì? Vậy thì nộp đơn xin nghỉ hết đi, tôi sẽ ký. Tất cả mọi người nhìn nhau hoang mang. Riêng cái chị vừa mạnh dạn đứng lên phát biểu mặt dày biến sắc cúi đầu hổ thẹn. Hai tay đan chặt vào nhau, run lẩy bẩy, không dám hé môi nửa lời. Thế Khải liếc qua một lượt những nhân viên đang đứng bên dưới, trong đó có dạ thảo rồi quát. Giờ các người làm hay không làm? Mọi người nhìn nhau từ hoang mang chuyển thành ánh mắt quyết tâm tất cả đồng thanh hô chúng tôi sẽ làm nói xong không đợi thế khải cất thêm lời thì tất cả mọi người đều giải tán trở về vị trí làm việc hết xạ thảo cũng hòa vào dòng người ấy phụ giúp một tay buổi tối của bốn ngày sau trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn người bảo vệ gác cổng thất trách chẳng màng thế sự mà đóng cửa phòng bảo vệ chung mền ngủ ngon lành phía đối diện công ty xạ thảo đã chọn một góc khuất camera âm thầm quan sát nhất cử nhất động của người bảo vệ thấy ông ấy nằm ngủ cô ta cùng đồng bọn đứng đợi một lúc nữa khẳng định ông ấy đã ngủ say mới lén lút mò vào điều đầu tiên cô ta làm chính là vô hiệu hóa tất cả các camera ghi hình của công ty sau đó lén lấy trộm chìa khóa mở cửa tiến vào không trần trừ một giây nào dạ thảo và đồng bọn đi thẳng đến phòng trưng bày phá hỏng hết toàn bộ gần 30 thiết kế xã hội mà mọi người vất vả lắm mới có thể hoàn thành vào buổi chiều hôm nay. Sau khi làm xong, cô ta đắc ý bỏ đi, nhưng lại không biết rằng hành động của mình đã bị một chiếc máy camera ẩn giấu trong túi bóng trong suốt dùng để đựng vải vụn để trên kệ tủ quay lại hết và đây sẽ là bằng chứng hữu hiệu nhất để khiến xã Thảo hiện nguyên hình. Trở về nhà, xã Thảo bình thản mà ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, Sạ dạ Thảo hớn hở đến công ty từ sớm để xem bộ mặt thê thảm của Thế Khải sẽ trông như thế nào thì phát hiện công ty đóng cửa. Cô ta hỏi bảo vệ mới biết, hôm nay toàn bộ nhân viên công ty được nghỉ phép năm. Sạ dạ Thảo trong phút chốc sững sờ, nhưng rất nhanh thôi cô ta đã lấy lại bình tĩnh. Chắc là Thế Khải phát hiện những mẫu thiết kế xã hội sắp trình làng đến công chúng bị cắt nát nên kiếm chuyện chuồn cho nhanh để khỏi phải mất mặt. Nghĩ vậy cô ta càng thêm đắc ý vì nghĩ ngày mai thôi. Cô ta sẽ chứng kiến Thế Khải bị hội đồng cổ đông trong công ty kỷ luật hoặc có thể là bị ép buộc phải từ chức nếu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bộ mặt của công ty. Lúc đó người được bổ nhiệm thay thế chỉ có thể là cô ta mà thôi. Dạ Thảo chạy tới trung tâm triển lãm XX nơi sẽ diễn ra tuần lễ thời trang để kiểm chứng xem Thế Khải có thật sự vắng mặt hay không. Khi đến nơi, cô ta bất ngờ trông thấy Thế Khải và Hải Nguyệt ngồi chiếm trệ ở vị trí dành cho khách VIP. Ngay phía dưới chính là chị Trương, tổ trưởng tổ thiết kế, cùng một vài người nhân viên nữa. Dạo Thảo đứng hình, trong lòng bắt đầu có những hoài nghi và dự cảm không lành. Nhưng cô ta vẫn chống chế rằng Thế Khải vẫn chưa hề biết chuyện gì. Nghĩ vậy nên cô ta lén đứng sau hội trưởng quan sát chị Trương Thế Khải, Hải Nguyệt, một số nhân viên giàu kinh nghiệm và cán bộ cấp cao trong công ty, đồng loạt di chuyển đến trung tâm triển lãm XX từ rất sớm để chuẩn bị bộ sưu tập thời trang của công ty mình. Đúng 10 giờ sáng, khi nghe MC giới thiệu bộ sưu tập tia nắng thì dạ thảo lập tức dững sờ. Đây chẳng phải là tên bộ sưu tập mà cô ta vừa mới phá nát hôm qua đó sao? Dạ thảo bắt đầu cảm thấy hoang mang chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì trên sàn runway những cô người mẫu lần lượt trình diễn những thiết kế dạ hội cầu kỳ được thiết kế một cách tỉ mỉ và công phu. Ngay khi cô người mẫu cuối cùng trình diễn thì chị Trương và Hải Nguyệt cũng từ bên trong cánh gà bước ra như đại diện cho nhà thiết kế. Cúi chào mọi người và sau đó là những tiếng vỗ tay không ngừng. Xạ thảo nhìn thấy tái xanh mặt mày suýt chút nữa đứng không vững Thanh Thủy quan sát qua màn hình TV, ánh mắt đố kỵ đầy hậm hực khi nhìn thấy Hải Nguyệt xinh đẹp như nàng tiên, tỏa sáng trong thiết kế xã hội màu xanh lam, đính kết pha ly cầu kỳ sánh bước cùng Thế Khải, thu hút vô số ống kính truyền thông. Càng nhìn lòng ganh ghét sự thù địch của cô ta đẩy lên đến đỉnh điểm. Cô ta cầm cái gạt tàn thuốc đang để trên bàn tàn nhẫn ném thẳng vào màn hình tivi khiến cho nó vỡ nát lúc này điện thoại đang để trên bàn bất ngờ đổ chuông là dạ thảo gọi đến sẵn đang có cơn bực tức trong người cô ta lấy dạ thảo để chút giận ở đầu dây bên kia dạ thảo chưa nói gì đã bị mắng như tát nước vào mặt mày làm cái quần gì vậy hả ta tạo điều kiện cho mày thay thế con thảo làm tiểu thư gia đình danh giá vậy mà mày cũng không làm xong là sao có bao nhiêu việc thôi cũng để cho thất bại được đổ vô tích sự nói rồi thanh thủy cúp máy cơn bực tức trong lòng đang dâng lên như con sóng ngầm cuồn cuộn cô ta cảm thán hải nguyệt tao sẽ khiến cho mày nhục nhã trước bản dân thiên hạ để rồi coi tao xử lý mày thế nào cô ta đứng phát dậy hai mắt trừng trừng như người mất đi lý trí cô ta hét lên hạnh phúc đó vốn sĩ thuộc về tao thế khải là chồng của tao mày nghe chưa hai mắt thanh thủy đỏ hoe sắp khóc ngồi phịch xuống sofa một cách đầy bất lực, nước mắt rơi đầm đìa trên mặt nức nở thành tiếng. "Thế Khải, anh còn yêu em đúng không? Anh giận em nên mới cưới nó đúng không?" Cô ta vừa nói vừa khóc rất thê lương. Có lẽ mất đi Thế Khải là một cú sốc tinh thần vô cùng lớn đối với Thanh Thủy, khiến cho cô ta mù quáng xem tình yêu là sự chiếm hữu cũng khiến cho Thanh Thủy mất đi chỗ dựa vững chãi trong thế giới khắc nghiệt này. Nửa tiếng sau, đang vật vã đau khổ vì ăn mày quá khứ thì bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng chuông cửa. Đoán là dạ thảo đến nên Thanh Thủy nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái tinh thần tỉnh táo trở lại. Cô ta đi ra mở cửa. Người đứng trước cửa chính là dạ thảo, nhưng cô ta có vẻ rất lo lắng. Gương mặt bơ phờ như sợ hãi một điều gì đấy, Thấy cô ta đứng như trời trồng, Thanh Thủy tức điên nắm tóc cô ta kéo vào trong rồi mắng mỏ. mà nhìn cái bộ dạng của mày coi, lấm la lấm lét, y như vừa đi ăn cướp mới về vậy. Dừng lại một chút, Thanh Thủy mới để ý đến gương mặt biến sắc trắng bệch của dạ thảo liền nói tiếp. Có chuyện gì? Nói đi. Thấy cái mặt của mày, ta muốn đập cho mày một cái, chắc mày chết tươi ở đây luôn quá. Còn Thảo nó lúc nào cũng ngây ngây cái mặt hãm tài của nó lên để khè thiên hạ. Sợ thiên hạ không biết nó là tiểu thư nhà giàu. Còn mày thì sao? Gặp Dương Thế Khải là sợ hãi như vừa nhìn thấy ma vậy. Tao đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi. Phải tự tin lên. Cô gái mang thân phận dạ Thảo ngồi phịch xuống sofa. Nghe Thanh Thủy nói mà cô ta như ngồi trên đống lửa. Giọng run run cô ta nói. Giờ phải làm sao đây hả chị? dương thế khải hình như đã nghi ngờ em rồi anh ta chắc sẽ không tha cho em đâu nghe nó nói thanh thủy cũng bắt đầu hoang mang theo nghi ngờ là nghi ngờ làm sao mày nói rõ cho tao nghe coi sạ dạ thảo luống qua luống cuống dầu dĩ đáp thì cả tháng nay em làm trong đó em làm cái gì cũng chót lọt hết em tưởng là thành công rồi mới hồi nãy mấy cô người mẫu trình diễn mà làm em hết hồn Rõ ràng bộ sưu tập đó bị em phá nát hết rồi. Anh ta lấy đâu với thiết kế mới như vậy được. Còn chị Trương nữa, chị ta đã nghỉ cả tháng nay thì đột nhiên xuất hiện cùng với Hải Nguyệt. Dạ Thảo muốn nói gì thêm đã bị Thanh Thủy chặn lại bằng một cái tát như trời giáng. Cô ta hét lên. Sao mày không nói cho ta biết sớm hơn mà đến giờ mới nói hả? Dạ Thảo ôm một bên mặt đau rát khóc tức tuổi run rẩy đáp chị nói nếu không có gì quan trọng thì đừng gọi cho chị còn em thì cứ tưởng kế hoạch mà tụi mình đề ra đã hoàn hảo rồi nên đợi đến khi thành công rồi gọi cho chị luôn một thể ai ngờ trời ơi là trời đầu mày chứa cái gì trong đó vậy hả thậm chí mày không có một chút xíu để phòng gì luôn hay sao vừa dứt lời thanh thủy lập tức đứng hình như chợt nhớ ra điều gì đó cô ta vội vàng chạy lên phòng tìm cái túi sách cái áo khoác hay thậm chí là đôi giày mà bản thân từng mang đến nhà của Thế Khải ra xem. Ngay khi phát hiện ra hai cái máy nghe lén thì cô ta cũng đã hiểu ra vấn đề. Lúc này cơn tức giận trong lòng của cô ta sôi lên sùng sục. Thanh Thủy giận tím mặt, lấy gót giày đập nát hai cái máy nghe lén, trong lòng ngầm chửi rủa. Còn đĩ khốn nạn, à, mày đừng có trách tại sao tao ác. Tao không có được, thì cái thứ nhà quê như mày cũng đừng hỏng có, Nói rồi cô ta lấy ra một cọc tiền mệnh giá 500.000 rồi bước ra khỏi phòng. Xuống dưới phòng khách, Thanh Thủy lập tức đưa cho cô gái giả danh giả thảo và nói Cầm tiền rồi trốn ra nước ngoài một thời gian đi rồi về. Nếu còn ở lại đây không khéo ăn cơm tù. Nghe Thanh Thủy nói cô gái tái mặt cả người phát run, cầm lấy cọc tiền rồi đứng lên rời khỏi nhà của Thanh Thủy. Nhưng đi chưa được bao lâu đã bị bắt lại bởi những người bạn trí cốt của Thế Khải. Ngay khi bị bắt, cô ta chưa kịp hét lên, đã bị đánh thuốc mê mà ngất. Thế Khải và Hải Nguyệt sau khi tham dự tuần lễ thời trang quốc tế xong, thì về nhà lúc 8 giờ tối. Vừa bước vào cửa, Thế Khải đã nhận ra vẻ lo lắng in hẳn trên gương mặt của Hải Nguyệt nên hỏi. Em bị làm sao vậy? Nhà thiết kế Lê Hải Nguyệt. Hải Nguyệt ngồi phịch xuống sofa thở dài nói em chỉ có mỗi cái sườn thôi, còn lại là anh và chị trương làm tất cả. cái danh xưng nhà thiết kế có hơi quá với em. Hơn một tháng trước, thế khải bất ngờ muốn cô tham gia vào việc thiết kế váy dạ hội. Trần Trương mãi cuối cùng Hải Nguyệt cũng đồng ý. Sẵn tiện mang theo bộ sưu tập bản phát thảo nghiệp sư của mình cho chị trương xem. Kết quả, công học hỏi không ít kỹ năng về mảng thời trang từ chị, hai chị em vẫn vội cả tháng cuối cùng cũng hoàn thành xong thành phẩm. Đến hôm nay khi được Thế Khải dẫn đi thử váy do chính mình thiết kế. Hải Nguyệt mới biết thì ra là anh đã âm thầm chuẩn bị cho sự kiện này từ lâu rồi. Tuy những thiết kế của cô chỉ được lựa chọn chỉnh diễn hai bộ, nhưng bản thân có thể mặc váy do mình thiết kế đã hạnh phúc lắm rồi. Những thiết kế còn lại bao gồm váy ngắn, váy ngủ, váy dạ hội cũng sẽ được công ty sản xuất và cho ra mắt thị trường trong thời gian sớm nhất. Em không qua trường lớp đào tạo, mà có thể phát thảo ra những bộ cánh xã hội như thế thì đã hơn người rồi. Giờ học hỏi thêm nữa là có thể tự tạo thương hiệu riêng cho mình được rồi. Anh làm như em là thần đồng không bằng. Nói đến đây, Hải Nguyệt đột nhiên đứng hình, sau đó hớn hở nói. Anh à, có phải được lên tivi thì sẽ được nổi tiếng đúng không? Không hẳn, nhưng mà đẹp như em thì mấy hồi, rất nhanh sẽ được nổi tiếng. Vậy thì ba mẹ của em sẽ nở mày nở mặt với hàng xóm rồi vui không vui chứ sao không không lâu sau cả hai vợ chồng lại chìm vào giấc ngủ đến nửa đêm thế khải nhận được cuộc gọi của mấy thằng bạn khỏi nghĩ nhiều cũng biết việc có liên quan đến cô gái giả mạo giả thảo anh không trần trừ một giây nào mà ngồi bật dậy ngay tức khắc cầm lấy điện thoại lên ấn kết nối đến ngay đây nói rồi anh buông điện thoại xuống sau đó lấy quần áo mặc vội vào Lúc đi ra cửa mới chợt nhớ đến cô vợ nhỏ nên ngoảnh đầu nhìn vào. Rồi ngạc nhiên khi không thấy Hải Nguyệt đâu cả. Lúc này trong phòng tắm bất ngờ truyền tới tiếng nôn thốc nôn tháo của cô. Thế Khải lo lắng chạy vọt vào phòng tắm. Phòng tắm tối đen như mực. Thế Khải có hơi khó hiểu nhưng không kịp suy nghĩ nhiều liền bật công tác. Đèn bất chợt sáng lên, Hải Nguyệt giật mình buông luôn lọ thuốc tránh thai xuống đất, khiến những viên thuốc rơi vương vãi khắp sàn nhà Thế Khải lo lắng chạy đến chỗ Hải Nguyệt, còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm thì ánh mắt anh vô tình dừng lại ở mấy dòng chữ to đùng ở trên lọ thuốc. Thuốc tránh thai. Thế Khải trong tích tắc cảm thấy thất vọng, anh đứng hình, ánh mắt sững sờ nhìn vào gương mặt trắng bệch của Hải Nguyệt, rồi lại cúi xuống nhặt lọ thuốc lên, đọc sơ qua một lượt, anh mới biết vì sao mà cô lại nôn thốc nôn tháo đến vậy, hóa ra đây chính là tác dụng phụ của thuốc. Thế Khải nhìn Hải Nguyệt rồi cười một cách thê lương, anh nói. Anh cứ tưởng giữa anh và em sẽ không bao giờ tồn tại khoảng cách tuổi tác. Nhưng anh đã lầm, đến giờ anh mới nhận ra anh quá già so với sự trải trung tràn đầy nhiệt huyết của em. Đến mức em không muốn sinh con cho anh, dù em biết anh đã gần 40 tuổi rồi. Nghe Thế Khải nói, nước mắt Hải Nguyệt lặng lẽ rơi xuống hai bên má. Cô nhìn vào gương mặt tràn đầy thất vọng của anh mới thấy hối hận mới biết mình đã quá sai. Cô cứ đơn giản nghĩ rằng mình còn quá trẻ nên không muốn mang thai và sinh con. Cô đã không nghĩ đến cảm nhận của anh. Em đừng uống thuốc này nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Nếu em không muốn có con, thì anh sẽ không đụng vào em nữa. Nói xong Thế Khải mang theo nỗi buồn vô hạn mà lạnh lùng bước đi. Hải Nguyệt khóc nức thành tiếng. Ngay khi anh vừa quay đi, Nguyệt đã kịp thời ôm lấy em của anh từ phía sau. Ngạn ngào nói. Em xin lỗi, em không biết anh lại mong có con đến vậy, em sai rồi. Anh tha thứ cho em được không? Từ khi lấy anh đến nay, đây là khoảnh khắc duy nhất khiến Hải Nguyệt lo sợ đến vậy. Cô sợ mất anh, sợ anh không còn yêu mình nữa, anh lạnh lùng với cô. Hải Nguyệt càng nói càng nức nghẹn, càng siết chặt anh hơn. Nhưng Thế Khải lại không muốn cùng cô tiếp tục dây dưa nữa, một phần vì có công việc quan trọng một phần anh cũng cần thời gian để suy nghĩ xem có nên tiếp tục dùng hôn nhân để khóa chặt một người nhỏ hơn mình nhiều tuổi. Hải Nguyệt, anh xin lỗi vì đã không thấu hiểu em ngay từ đầu. Bây giờ anh cần thời gian suy nghĩ xem có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không. Nếu em không muốn tiếp tục ở bên cạnh anh nữa thì cứ nói, anh sẽ ly hôn trả cho em cuộc sống đúng với ý muốn của em. Nói xong Thế Khải dứt khoát gỡ tay của Hải Nguyệt ra rồi bước đi ra ngoài. Để lại Hải Nguyệt với sai lầm khó có thể được khoan dung. Hải Nguyệt ngồi thụp xuống nền gạch khóc không thành tiếng. Lồng ngực đau đớn như vừa có con dao ghim vào. Cô ngồi ở đấy một lúc vẫn không có cách nào chấp nhận được sự bồng bột ngu ngốc của mình. Cô gục đầu xuống nước mắt vẫn không ngừng rơi vì sự vô tâm của mình. Nguyệt, em bị làm sao vậy? cho đến khi chị bé từ bên ngoài hớt hải chạy vào gọi tên mình thì hải nguyệt mới miễn cưỡng lau nước mắt mà gắng gượng đứng dậy lúc này chị bé chạy đến bên cạnh cô lo lắng hỏi em có bị làm sao không mà cậu khải đi đâu nửa đêm nửa hôm vậy còn dặn chị là phải chăm sóc em chu đáo nghe chị bé nói đến đây hải nguyệt lại khóc vì nghĩ rằng thế khải đã mất niềm tin với mình nên không muốn nhìn thấy cô ở trong nhà này nữa thấy hải nguyệt khóc chị bé lo lắng hỏi em và cậu khải giận nhau à hải nguyệt buồn bã nói không có gì đâu chị giờ em đi ngủ đây chị cũng đi ngủ đi mà em có ổn thật không đấy hồi nãy cậu khải bảo chị phải chăm sóc em cẩn thận em không sao thật mà vậy chị đi ngủ nhé có gì cần em cứ việc gọi cho chị em biết rồi chị bé đợi hải nguyệt an ổn nằm trên giường mới an tâm mà bước ra khỏi phòng. Khi chị bé vừa rời đi, Hải Nguyệt trở lại vào nhà tắm, đem những viên thuốc tránh thai nằm vương vãi khắp sàn nhà bỏ vào bồn cầu tiêu hủy, sau đó đi tắm một cái cho tinh thần khoan khoái. Làm xong, Hải Nguyệt trở lại giường định ngủ một giấc, nửa tiếng sau cô lại ngồi bật dậy. Lúc này cô chợt nhận ra thế Khải quan trọng với mình đến nhường nào, không có anh cô cảm thấy trống vắng cô đơn vô cùng. Nhìn căn phòng rộng rãi thường ngày vẫn có hơi ấm của anh, nay lại trở nên lạnh lẽo, mà lòng của Hải Nguyệt càng thêm chịu nặng ưu phiền. Trong đầu của cô lúc này đang suy nghĩ làm sao để hòa giải với anh, làm sao để được trở về như lúc trước kia, nghĩ mãi mà chẳng nghĩ ra cách nào hay ho. Hải Nguyệt định gọi cho em gái để tâm sự, nhưng khi cầm điện thoại lên rồi cũng đành ngậm ngùi bỏ xuống. Hải như bây giờ đâu có ở một mình không nên làm phiền nó thì hơn, nghĩ vậy nên Hải Nguyệt càng thêm buồn bực trong lòng. Một lúc sau, không biết Hải Nguyệt nghĩ cái gì mà bước xuống giường, đi thay một bộ đồ ngủ thật gợi cảm, sau đó đi ra khỏi phòng. Đêm nay cô nhất quyết phải ngủ ở sofa đợi Thế Khải về, sau đó sẽ mặt dày làm nũng xin anh tha thứ, xin thề từ nay không dám nữa, anh muốn cô sinh mấy đứa con cũng được, cô cũng sẽ không có ý kiến gì nghĩ là làm ngay hải nguyệt tắt hết đèn ở phòng khách chỉ chờ lại đèn ở phòng bếp vừa đủ có thể nhìn thấy đường đi đợi một lúc không chịu nổi nữa hải nguyệt ngủ thiếp đi trên sofa lúc nào chẳng hay đến khi giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm hỡ hênh trên sofa khóe miệng còn chảy nước miếng vừa đưa tay lên gạt đi thì bên ngoài bất ngờ truyền đến tiếng động cơ xe mỗi lúc một gần biết là thế khải về hải nguyệt vội vàng xoa cái đầu như tổ quạ rồi nằm xuống trở lại giả vờ ngủ một lúc sau hải nguyệt nghe tiếng mở cửa rồi tiếng bước chân ngày một đến gần mình hơn tiếng tim đập rất nhanh cho thấy cô đang khẩn trương đến mức nào hải nguyệt nhắm tịt mắt chờ đợi giây phút thế khải sẽ bế mình lên phòng nhưng không cái cô chờ đợi cũng chỉ có tiếng thở dài mệt mỏi của anh mà thôi sau đó chẳng có giây phút lãng mạn nào như cô suy đoán cả Tiếng bước chân của anh lướt qua cô vang lên giữa đêm, phá vỡ sự im lặng cũng như làm tan nát trái tim yếu đuối của Hải Nguyệt. Khóe mắt của Hải Nguyệt không giấu được những giọt nước mắt đắng ngắt, do chính bản thân cô là nguồn cơn của mọi chuyện, giờ có muốn quay về như lúc đầu thì cũng đã quá muộn màng. Thế Khải đi thẳng lên phòng, chỉ mấy phút sau anh cầm một tấm chăn đem xuống, rồi phủ lên người của Hải Nguyệt trong bất ngờ của cô sau đó thế khải bất ngờ cúi xuống bế ngang người của hải nguyệt lên hành động của thế khải làm hải nguyệt cảm thấy khó hiểu vô cùng ở trong vòng tay anh cô chẳng dám nhúc nhích cho đến khi anh cẩn thận thả mình xuống chiếc giường lớn cô mới lấy hết can đảm mà tung chăn ra cô nói lúc nãy sao anh không bế em lên luôn đi bài đặt chạy lên phòng lấy chăn xuống làm gì nguyệt vừa dứt lời thì cảm thấy ánh mắt của thế khải đang nhìn mình có chút khác hơn ngày thường cô vội cúi đầu xuống thì hỡi ôi thật muốn tìm cái lỗ chui vào vì quá xấu hổ cái bộ váy ngủ làm bằng vải van nó mỏng đã đành đằng này lại còn tuột xuống ngang eo làm lộ ngực trần phơi phới trước mặt bàn sân thiên hạ thế kia thì ai mà chịu nổi hải nguyệt vội lấy tay che chắn theo bản năng thì bắt gặp ánh mắt khó chịu của thế khải hải nguyệt cười hề hề à, cái này là của hải như mua cho em anh biết mà Em có đời nào mặc mấy cái này. Nhìn thấy gương mặt ngây thơ của vợ, đôi mày của Thế Khải mới giãn ra đôi chút, anh nói nhẹ nhàng. Từ nay về sau đừng có mặc như thế nữa, chống trên hở dưới nhìn chẳng ra làm sao. Hải Nguyệt gân cổ lên hùng hồn nói, em mặc cho chồng em xem thì có làm sao chứ. Hải Nguyệt không biết anh nghĩ cái gì mà tự dưng thở dài. Sau đó lạnh lùng quay đi bước thẳng vào nhà tắm, vừa đi vừa nói. Nếu không phải anh mà là một thằng ăn trộm Thì em có tự tin đến vậy không Không muốn sinh con cho anh Còn ở trước mặt anh ăn mặc như vậy Là để khiêu khích anh phải không Hay là lại muốn chơi đùa anh Để xem sức chịu đựng của anh được bao lâu Trong khi tâm trạng bất bình Khi phát hiện vợ uống thuốc tránh thai Còn chưa nguôi Lại chứng kiến vợ cố tình ăn mặc khiêu gợi Quyến rũ mình Đã khiến Thế Khải không giữ nổi bình tĩnh Anh nhìn cô giọng quả quyết Nếu còn một lần nữa anh lập tức gọi ba mẹ của em lên rước em về quê, sau đó gửi đơn ly hôn cho em ký vào. Nói rồi Thế Khải lại tiếp tục bước đi. Em xin lỗi rồi, anh còn muốn sao nữa chứ? Phải, em muốn chuộc lỗi nên cố tình ăn mặc thế đấy. Là em muốn sinh con cho anh được không? Hải Nguyệt hét lớn, hùng hổ tuyên bố. Sau câu nói ấy dường như cô chẳng biết ngại là gì cả. Cô nhanh chóng cởi sạch sẽ quần áo của mình để lộ cơ thể trần như nhộng. Trước khi Thế Khải đóng cửa phòng tắm, cô đã kịp chạy về phía anh, rồi theo đà mà đẩy Thế Khải vào trong. "Giờ em muốn thế nào? Em không muốn sinh con thì anh đã chiều theo em còn gì?" Thế Khải quay đầu lại nói một câu để giải tỏa sự bất mãn trong lòng, thế nhưng khi nhìn thấy Hải Nguyệt trần như nhộng thì lập tức đứng hình cả người đơ ra, chưa kịp làm gì thì Hải Nguyệt đã ôm chầm lấy anh giọng thách thức. "Em sẽ không uống thuốc tránh thai nữa thật đó." dứt lời hải nguyệt nhón chân lên định hôn chồng một cái nhưng cô còn chưa kịp làm gì đã bị thế khải đẩy ra sau đó nắm lấy cổ tay của hải nguyệt kéo đến vòi sen rồi xả nước cái lạnh ập đến toàn thân khiến hải nguyệt tỉnh táo hơn lúc này bên tai cô bất ngờ nghe được giọng của anh em đã tỉnh táo lại chưa hải nguyệt run bần bật còn có tâm trạng đâu trả lời nên chỉ gật đầu thế khải gai gắt nói Tỉnh rồi thì xác nhận cho anh Hôm nay là em tự nguyện dâng cho anh Là em tự nguyện Là em tự nguyện Sau đó vầng trăng lung linh phải xấu hổ ẩn mình Nhường lại không gian riêng cho hai vợ chồng Ba tháng sau Thế Khải cứ liên tục đi sớm về muộn Hải Nguyệt cũng chính thức đến công ty làm việc Với tư cách nhà thiết kế mới học việc Do chị Trương đào tạo Bởi vì là vợ của giám đốc Nên cô được ưu ái có phòng làm việc riêng được thông với phòng giám đốc của Thế Khải. Phòng làm việc của Thế Khải rất rộng, có cả phòng nghỉ. Nên mỗi khi chán, anh và cô lại ở công ty qua đêm. Tuần nào cũng ba bốn lần như vậy, khiến Hải Nguyệt thấy sợ. Mỗi khi có người hỏi cái dáng đi hai hàng của mình. Rồi một ngày, Nguyệt cảm thấy cơ thể mình béo lên, ham ngủ, thèm ăn. Kinh Nguyệt cũng bật vô âm tín hơn 2 tháng nay. Hải Nguyệt hồi hộp đi mua quét về thử thai kết quả cho ra hai vạch. Hải Nguyệt mừng đến rơi nước mắt, mang theo tin vui này chạy đi nói với Thế Khải. Em có thai rồi. Hải Nguyệt hào hứng đưa cho anh que thử thai. Ngay khi nhìn thấy hai vạch, Thế Khải đã không giấu được niềm vui trong đôi mắt. Anh ôm chầm lấy Hải Nguyệt để chia sẻ niềm hạnh phúc của bản thân lúc này. Sau đó hai vợ chồng dẫn nhau đến bệnh viện kiểm tra. Ngay khi biết mình mang xong thai, Hải Nguyệt đã rất lo lắng nhưng bác sĩ đã kịp chấn an cô. Thay đôi khác chứng nên cô yên tâm. Hầu hết những bà mẹ mang thai đôi khác chứng đều có thai kỳ thành công, mẹ tròn con vuông. Nghe bác sĩ nói Hải Nguyệt cũng an tâm, hai vợ chồng cười tươi như hoa, nắm tay tỉnh tứ rời khỏi bệnh viện. Đang đi thì, Thế Khải nhận được điện thoại của Thế Tâm, vừa ấn kết nối thì đầu dây bên kia Thế Tâm khẩn trương nói. Mẹ tỉnh lại rồi anh ơi, sau cuộc gọi của Thế Tâm, Thế Khải không nói gì mà cúp máy luôn. Anh cố gắng để không bộc phát sự khẩn trương của mình ra ngoài mà đưa vợ về nhà trước. Từ khi Hải Nguyệt có thai, anh cũng nhờ Dũng tuyển cho mình. Vài người vệ sĩ uy tín để bảo vệ Hải Nguyệt 24 trên 24. Cái việc anh giấu nhẹm chuyện mẹ vẫn còn sống. Chỉ là để dạy cho ba một bài học để xem xem ông ấy có thật sự ăn năn hối lỗi hay không nhưng không ngờ ông ấy chẳng những không ăn năn còn dẫn luôn vợ bé về nhà còn công khai trước mặt con cháu nếu đã như vậy thì anh cũng không biết dùng lời lẽ nào để biện minh cho ông ấy trước mặt mẹ được đưa vợ về nhà thế khải lập tức đến bệnh viện ngay hải nguyệt thấy anh gấp gáp nên hỏi công ty có việc nữa hả anh cũng không có gì nghiêm trọng lắm thế khải trả lời cho qua loa rồi lái xe rời đi đến bệnh viện ekip bác sĩ trực tiếp theo dõi diễn biến bệnh của bà hòa trong đó có cả thế tâm cho hay anh còn nhớ lúc mà mẹ vừa vào viện không lâu có một lần anh gọi điện thoại cho mẹ mà chỉ toàn nghe tiếng chị dâu khóc lúc đó bà ấy đã tỉnh rồi nhưng không nhớ gì cả tay chân thì không cử động đại tiện cũng không tự chủ được suốt mấy tháng qua em cố gắng tập phục hồi chức năng cơ thể tập vật lý trị liệu cho mẹ thấy anh bận quá nên không nói cho anh biết Đợi khi nào mẹ tỉnh táo hoàn toàn mới nói cho anh. Giờ bà ấy đã phần nào nhớ lại mọi chuyện rồi. Nghe em trai nói Thế Khải mới nhớ mấy ngày ở dưới quê với Nguyệt thì có chút sững sờ ngây ngốc nhìn mẹ đang nằm thiên thiết trên giường bệnh gương mặt tái nhợt đã ốm đi rất nhiều so với trước đây tay chân thì teo tóp không còn dáng vẻ cao sang uy quyền của một vị chủ tịch đứng đầu một tập đoàn lớn nữa anh từ từ tiến về phía giường bệnh ngồi xuống chiếc ghế đang đặt bên cạnh giường rồi nắm lấy tay mẹ ở trên giường bà hòa cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của thế khải nên khẽ mở mắt nhìn thấy con trai đôi mắt bà ươn ướt muốn khóc thế khải nén đau lòng mà khẽ nói mẹ biết con là ai không bà hòa rưng rưng nước mắt môi hơi mấp máy nhưng vẫn không nói được nên lời bà bất lực rớt nước mắt gật đầu nhẹ Đôi mắt Thế Khải đỏ hoe vẫn cố gắng gượng nhìn mẹ. Anh nói: Mẹ ở nhà vẫn tốt, mẹ an tâm dưỡng bệnh rồi về. Hải Nguyệt rất nhớ mẹ. Nói đến đây, anh liền chợt nhớ đến vợ. Mẹ Hải Nguyệt có thai rồi, là thai đôi mẹ ạ. Mẹ phải mau khỏe để còn bế cháu nữa. Bà Hòa nhìn Thế Khải hai mắt còn vương nước mắt vẫn cố gắng nở một nụ cười nhẹ. Sau đó bà chớp chớp mắt một cái rồi nghiêng đầu nhìn khắp căn phòng một lượt như thể đang tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng sau đó mấy giây bà rủ mắt xuống lộ rõ sự thất vọng đến cùng cực thấy mẹ như vậy thế khải xót xa vô cùng dù anh rất muốn nói tốt về ba một chút để bà vui vẻ nhưng khi nghĩ đến những ngày tháng sau này nếu bà biết chồng của mình không tốt như những gì con trai của mình nói thì sẽ càng khiến mẹ thêm thất vọng hụt hẫng nhiều hơn nên anh quyết định nói ra, thà rằng đau một lần rồi thôi, còn hơn là phải sống trong đau khổ suốt một đời. Người đàn ông đó đã rước mối tình đầu của ông ta về nhà, còn công khai sống chung, ông ta không xứng đáng có được tình cảm của mẹ. Nếu mẹ muốn ly hôn, con sẽ viết đơn ly hôn giúp mẹ. Người đàn ông phụ bạc đó không đáng để mẹ bận tâm nhiều như vậy. Thế Khải vừa dứt câu thì nhìn mẹ không chớp mắt. Còn bà Hòa thì không biết đang nghĩ gì mà im lặng một hồi. Qua một lúc bà mới ngước mắt lên, đôi môi khô khóc, cố gắng mấp máy mấy chữ. ly hôn đi. Nói ra câu này, bà Hòa tự dặn lòng sẽ buông bỏ. Mấy chục năm như thế đã quá đủ rồi, bà không còn kiên nhẫn để chờ đợi nữa. Dù câu từ bà Hòa nói không mấy rõ ràng nhưng thế Khải vẫn hiểu ra. Anh nhìn vào trong mắt mẹ thể hiện rõ sự quyết tâm thì bản thân anh cũng thấy nhẹ nhõm đi phần nào gánh nặng anh nói con sẽ giúp mẹ giải quyết triệt để vụ này thế khải ở lại bệnh viện với mẹ đến chiều mới trở về nhà về đến nhà đã có mâm cơm chuẩn bị sẵn trên bàn trong bữa cơm chiều hải nguyệt có đề nghị với thế khải một điều ngày mai anh cho em ra ngoài chơi được không chứ ở nhà hoài chán lắm em muốn đi cũng được nhưng chị bé và vệ sĩ phải đi theo Thì anh mới cho em đi Ngay chồng nói vậy Hải Nguyệt hớn hở ra mặt Cô quay sang chị bé nói Vậy ngày mai mình đi mua sắm đi chị Chị bé mừng rỡ đáp Ừ nên tranh thủ ngay bây giờ Chứ để sau này bụng lớn Muốn đi cũng khó khăn Sau bữa cơm chiều Thế Khải lập tức lái xe đến một nơi Nơi này là nhà riêng của Dũng Cũng là nơi tụ họp thường xuyên Mà đám bạn nhà giàu của anh hay đến vào đến cửa nhà thế khải gấp gáp nói với dũng sao rồi cô ta chịu nói gì chưa dũng lắc đầu bảo cô ta chỉ nói tên thật và nghề nghiệp chứ nhất quyết không chịu nói gì thêm nhưng mà mình đã điều tra về gia cảnh của cô ta rồi điều tra thế nào cậu nói mình nghe thử xem cô ta tên là huyền một cô gái bia ôm chính hiệu đang nuôi con nằm bệnh viện chính vì lẽ đó mà cô gái này đã bất chấp mà nhận lời làm việc cho thanh thủy rồi mẹ con bà Nga cậu điều tra đến đâu rồi? Cậu biết nghề của mình mà. Điều tra mấy chuyện này dễ như trở bàn tay ấy. Xong hết. Giờ chỉ còn chờ ba cậu và nhân tình của ông ấy công khai ra nữa là xong đời. Đang nói Dũng đột nhiên dừng lại mấy giây như chợt nhớ ra điều gì đó. Dũng nói tiếp. Rồi cái cô Huyền đó làm sao giờ? Cô ta vẫn không chịu nói gì hết. Bằng chứng cô ta giả danh dạ thảo, âm mưu chiếm đoạt tài sản lợi dụng tín nhiệm làm tổn hại tài sản của người khác đã có đủ hết giao cho công an để họ điều tra cho nhanh vậy cũng có nghĩa là Thanh Thủy không tránh khỏi liên quan trong vụ này rồi đương nhiên rồi có gan làm thì có gan chịu lúc Thế Khải rời nhà của Dũng là 9 giờ tối sẵn tiện anh có ghé qua tiệm phở đêm mua về cho Nguyệt và chị bé mỗi người một tô trong lúc đứng chờ thanh toán anh tình cờ thấy một cô nhân viên vóc sáng cao gầy bịt khẩu trang kín mít chỉ chừa mỗi hai con mắt cô ta mặc quần tây áo sơ mi đầu đội nón sẽ chẳng có gì nếu như cô gái này không có vóc người lẫn dáng đi rất giống với dạ thảo thế khải định tiến nhanh vào bên trong để nhìn cho thật kỹ cô gái ấy thì hình như cô ấy cũng nhìn thấy anh nên vội vàng quay mắt đi xuống nhà bếp và mất hút thế khải đứng đấy thất thần mấy giây sau đó mới nhận lấy tiền thừa và rời khỏi trên đường về nhà trong đầu của Thế Khải cứ hiện lên hình bóng của cô gái đó rồi đâm ra phiền muộn. Chắc là người giống người mà thôi. Chỉ nếu dạ thảo có ở thành phố thì không có lý do gì mà không chịu trở về nhà. Mấy hôm sau Thế Tâm là người chịu trách nhiệm trong việc chăm sóc bà Hòa vì để thuận tiện cho công việc Hải Như thuê phòng gần bệnh viện để được ở gần anh hơn. Một đêm nọ Cả hai nắm tay nhau đi dạo phố đêm trên đường lúc này xe cộ thưa dần Đi khoảng chừng 100 mét Thì bắt gặp một tiệm phở đêm vẫn còn mở Hai người ăn vội mỗi người một tô phở cho lấp đầy cái bụng Rồi chuẩn bị tính tiền đi về Trong lúc đứng chờ lấy tiền thừa Ánh mắt của Thế Tâm tình cờ dừng lại một chiếc taxi Đang đỗ bên kia đường Anh đứng hình khi nhìn thấy vị khách đang chuẩn bị bước lên chiếc taxi đó Rất giống với dạ thảo Thế Tâm bình tĩnh bước hẳn ra đường Chấu mắt nhìn thật kỹ thì quả nhiên đúng là gương mặt của dạ thảo. Anh hớt hải đuổi theo nhưng chỉ được có vài ba bước thì chiếc taxi ấy đã phóng đi rất nhanh trước mặt anh rồi mất hút trong màn đêm tĩnh mịch. Thế tâm kích động định lấy điện thoại ra gọi cho Thế Khải thì mới nhớ điện thoại của mình đang để trong phòng. Hải Như lấy xong tiền thừa bước ra chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Thế Tâm nắm tay kéo đi về về đến nhà đã luống cuống lấy điện thoại ra gọi cho anh trai. Thế Khải ở nhà đang ôm vợ chuẩn bị đi ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại làm phiền. Khi biết em trai gọi đến, anh kiên nhẫn ấn nút nghe. "Anh hai, em vừa mới thấy chị Thảo bước lên một chiếc taxi." Nghe em trai nói, Thế Khải không thấy ngạc nhiên mấy anh đáp. Mấy hôm trước anh cũng nhìn thấy cô gái giống hệt Dạ Thảo làm phục vụ trong tiệm phở. Ban đầu anh cũng nghĩ chắc là người giống người thôi giờ nghe em nói vậy anh thế khải chưa nói hết câu thế tâm đã nói không đâu em chắc chắn người mà em vừa nhìn thấy là chị thảo rõ ràng gương mặt đó là của chị ấy mà thế khải bắt đầu mất kiên nhẫn đang định tắt máy thì hải nguyệt giật lấy và nói chị tin em hôm nay chị và chị bé có đi siêu thị mua sắm lúc đi tham cuốn có một người cố tình va vào chị lúc đó chị cũng tình cờ nhìn thấy một cô gái giống hệt dạ thảo cô ta đã cứu chị chưa kịp xác nhận có phải là dạ thảo hay không thì cô ấy đã lùi đi đâu mất siêu thị lúc đó đông người thoáng chốc chẳng thấy đâu nữa em nói có sai đâu gương mặt đó là của chị thảo mà điện thoại lại đột nhiên bị thế khải giật lấy nói chuyện này cứ để anh lo em cứ yên tâm vào công việc của mình đi nói rồi thế khải tắt máy gương mặt không giấu được vẻ lo lắng anh cau mày nhìn vợ anh nghi ngờ có người đang nhắm vào em đấy ngày mai đừng tùy tiện ra ngoài nữa em nghĩ cũng không hiểu nổi nếu xạ thảo ở gần chúng ta vậy tại sao một năm qua lại không chịu xuất hiện chỉ có một câu trả lời thôi nó đã biết được bộ mặt của thanh thủy và muốn trả thù cô ta hải nguyệt hoang mang cô nói nếu đúng như lời anh nói thì nhất định phải ngăn cô ấy lại nếu không cô ấy sẽ tự tay hủy hoại tương lai của mình đó anh biết rồi thôi ngủ đi ngày mai tính sau Vừa nằm xuống Hải Nguyệt chợt nhớ đến điều gì nên ngồi bật dậy nói. Chẳng phải mình có gắn camera theo dõi Thanh Thủy hay sao? Thế Khải thở dài nói. Em ngây thơ quá rồi. Ninh Thanh Thủy phát hiện ra từ lâu cô ta bắt đầu cẩn thận hơn rồi. Không dễ để lại gần cô ta nữa đâu. Với lại nếu không có người giúp sức thì sao cô ta có thể qua mặt được cảnh sát giao thông để thay đổi thông tin của người bị nạn được chứ? Anh nói vậy là sao? Lần mà ba mẹ nhận được tin giả thảo bị tai nạn đúng là có tai nạn thật nhưng người cấp cứu trong đấy không phải là dạ thảo mà đã bị thay đổi thông tin có người giúp sức thì thanh thủy mới có thể tráo đổi bệnh nhân một cách chót lọt như vậy được Hải Nguyệt bắt đầu trầm ngâm cả đêm cô cứ thao thức mãi khi nhớ lại khoảnh khắc mình bị ai đó đẩy mạnh khi vừa bước xuống thang cuốn thì bất giác bàn tay cô lại sờ xuống cái bụng đang dần nhô cao của mình người toát mồ hôi lạnh như thể nỗi sợ vẫn còn y như lúc ấy vậy cầu thang cuốn lúc đó tuy không quá đông nhưng cũng đủ chỗ cho mười mấy người khi cô bị đẩy hai người vệ sĩ và chị bé đứng cạnh cũng không kịp trở tay may mắn thay lúc ấy có một bàn tay đã kịp thời kéo cô lại lúc hải nguyệt quay đầu lại chưa kịp hoàn hồn đã thấy bóng sáng ai đó rất giống với dạ thảo len lỏi qua đám đông rồi mất hút không thấy đâu nữa người đó đeo khẩu trang dù chỉ nhìn thấy đôi mắt nhưng hải nguyệt vẫn có cảm giác rất quen thuộc sau một đêm không được ngon giấc, Hải Nguyệt ngủ ly bì cho đến tận 9 giờ sáng hôm sau. Khi cô thức dậy thì Thế Khải cũng đã đến công ty từ bao giờ. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô bước xuống dưới nhà thì thấy chị bé cùng với hai anh vệ sĩ đang ăn sáng. Chị bé nhìn thấy cô liền nói, Nguyệt xuống đây ăn sáng luôn đi em. Nguyệt cười thân thiện rồi tiến lại cái bàn ngồi xuống thưởng thức bữa sáng của mình. Sau khi ăn xong, Thế Khải bất ngờ dẫn về thêm ba người vệ sĩ nữa, còn nghiêm túc bảo rằng: "Em đừng có đi lung tung, muốn đi đâu thì dẫn theo chị bé và năm anh vệ sĩ theo cùng." Nói rồi Thế Khải tức tốc quay đầu đi ra cửa như đang gấp gáp làm chuyện gì đó. Hai người thấy vậy liền nói với theo: "Em biết rồi." Không biết Thế Khải có nghe hay không, mà anh leo lên xe rồi phóng đi luôn. Ở nhà Hải Nguyệt bàn bạc với chị bé và năm anh vệ sĩ về kế hoạch mà cô đã thao thức suốt đêm qua mới suy nghĩ ra. Cô muốn hành động ngay để cứu xạ thảo, chứ đợi thế khải thì e rằng sẽ không kịp mất. Cả bảy người ngồi xung quanh sofa, trên bàn còn có cả giấy bút, tất cả tụm lại với nhau thì thầm to nhỏ. Bàn bạc xong, chị bé là người phản đối trước tiên, chị đứng bật dậy gai gắt đáp không được như vậy quá nguy hiểm em mà có mệnh hệ nào thế khải sẽ lột ra chị mất hải nguyệt lắc đầu bất lực rồi nhìn chị bé cố gắng giải thích sẽ không sao đâu mà hai anh theo sát bên cạnh em thêm chị nữa là bốn người ba anh còn lại tản ra xung quanh quan sát nếu thấy cô gái nào khả nghi thì phải lén lút đi theo báo công an chẳng phải là được rồi sao không bằng không chứng công an sẽ không giải quyết vụ này cho chúng ta đâu Hải Nguyệt lại tiếp. Hôm trước là chúng ta không biết nên không đề phòng. Còn hôm nay chúng ta đã biết rồi nên sẽ không có gì đâu. Chị yên tâm đi. Hôm qua em có lên mạng mới biết. Năm hôm nữa là ngày Thanh Thủy ra mắt bộ sưu tập thiết kế đầu tiên. Lúc đó sẽ có rất đông fan hâm mộ của Thanh Thủy và báo chí. Nếu em đoán không nhầm thì hôm đó nhất định xạ thảo sẽ làm gì đó. Chúng ta phải hành động nhanh. Nếu không khi mọi sự đã rồi sẽ không kịp đâu suốt 4 ngày. Ngày nào Hải Nguyệt cũng đến siêu thị để mua sắm với hy vọng xạ dạ thảo sẽ xuất hiện nhưng chẳng thấy bóng sáng đâu. Đến ngày thứ năm, Hải Nguyệt kéo theo Thế Khải và mấy người vệ sĩ đến nơi tổ chức buổi ra mắt phim của Thanh Thủy. Đúng như dự đoán, Thanh Thủy đi đến đâu là kéo theo đám fan hâm mộ cuồng nhiệt đến đó. Trong khi Hải Nguyệt thì chố mắt nhìn xem đâu là dạ thảo, thì Thế Khải đứng một bên quan sát nhìn bộ dáng thông thả của anh, Hải Nguyệt bất mãn lớn tiếng. Dạ Thảo là em gái ruột của anh, mà sao anh tỉnh quá vậy hả? Anh đã sắp xếp đâu vào đấy cả rồi, giờ thì đứng một bên xem kịch hay thôi. Thế Khải vừa dứt lời là bên ngoài hàng loạt chiếc siêu xe chậm rãi dừng lại trước thảm đó. Ninh Thanh Thủy là người bước xuống đầu tiên, hào quang của cô ta không phải dạng vừa vừa bước ra thôi là biết bao nhiêu ống kính chĩa thẳng về mình. lần lượt tiếp theo sau là đạo diễn, diễn viên, nhà thiết kế, nhà sản xuất, những nhân vật trong giới giải trí từng mặc trang phục của cô ta cũng bước ra. sau một màn chụp ảnh, nam mc liền giới thiệu cho mọi người vị khách mời đặc biệt của hôm nay. xin mọi người hãy hướng mắt về sân khấu lớn. nam mc vừa dứt câu, xạ thảo từ trong cánh gà bước ra cô Dương Hoàng Dạ Thảo đây cũng chính là cô Alan Dương, người khách hàng đầu tiên trong bộ sưu tập xã dạ hội lần này. Nghe MC nói đến đây, anh ấy đều đứng hình ngạc nhiên. Tất cả mọi người chố mắt nhìn theo hướng anh MC. Dạ Thảo vừa bước ra liền thu hút vô số máy quay đang chĩa thẳng vào mình. Cô mặc một bộ váy dạ hội đuôi cá màu ánh kim lấp lánh ôm sát cơ thể. Cô xinh đẹp mỹ miều không kém minh tinh có mặt ở đây thậm chí còn hơn họ về sự thanh tao thoát tục. Nhìn khí chất sạng sỡ tràn đầy sức sống, xinh đẹp như tiên sa của dạ thảo. Ninh Thanh Thủy, mặt mày tái xanh, hai chân như muốn nhũn ra vì hoảng sợ. Cô ta loạn trọng vô tình làm đụng chúng bình hoa lớn. Nó ngã xuống đất vỡ tan tạo ra một tiếng động lớn, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Dạ thảo từ trên sân khấu bước xuống, những anh phóng viên đang cầm máy quay hướng chĩa về cô cũng biết điều mà lùi lại. Lúc này Thanh Thủy không còn đủ tự tin để đối mặt với tình huống bất ngờ này nữa. Cô ta loạn trọng đứng lên rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nhưng đi chưa được mấy bước đã bị vợ chồng Thế Khải chặn lại. Hải Nguyệt đè nén cơn giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thanh Thủy nói. Còn chưa chỉnh diễn, nhà thiết kế như cô định đi đâu? Hải Nguyệt vừa dứt câu, gương mặt của Thanh Thủy liền sám xịt như người vừa trải qua một cơn bạo bệnh lúc này ở phía sau xạ thảo từ từ đi lại rồi đột nhiên giơ tay ra quàng vào cổ của thanh thủy khiến cô ta giật thót cả người suýt chút nữa không giữ được bình tĩnh mà hét toáng lên bạn tốt cậu vẫn khỏe chứ xạ thảo đột nhiên ghé sát vào tai của thanh thủy nói nhỏ làm gương mặt tái nhợt của cô ta biến sắc khoảnh khắc này cũng đã bị phóng viên quay lại thanh thủy là nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội mấy năm qua Ai ai cũng biết tình bạn của cô ta và Dạ Thảo keo sơn bền chặt thế nào, nên khi biết Dạ Thảo chính là khách hàng xịn ủng hộ bạn thân thì họ không muốn bỏ qua những khoảnh khắc hội ngộ tương tác qua lại của đôi bạn. Fan hâm mộ của Thanh Thủy thì phấn khích tột độ vì cuối cùng cũng có thể chứng kiến đôi bạn thân song kiếm hợp bích, càn quét sàn runway. Hải Nguyệt cũng sửng sốt không kém gì Thanh Thủy khi chứng kiến khoảnh khắc Dạ Thảo xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Cô quay sang Thế Khải chỉ thấy anh rất bình thản. Xem ra điều mà cô lo xa là quá dư thừa rồi. Gặp mình sao cậu lại im thiên thiết thế kia? Nếu cậu không nói chuyện, fan hâm mộ của cậu sẽ nói chúng ta bất hòa nghỉ chơi đó. Dạ Thảo đột nhiên lên tiếng sắc mặt của Thanh Thủy, càng thêm tái nhợt. Cô ta quay sang Dạ Thảo, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, rồi đột nhiên có một anh phóng viên kéo cả hai ra ngoài chụp ảnh. Trong khi dạ thảo vẫn bình tĩnh tương tác với mọi người Thì Thanh Thủy không mở miệng lấy một câu Mặt mày thì lúc nào cũng hầm hầm như đi đưa đám Không có lấy một nụ cười Biểu hiện của cô ta làm sao có thể qua mặt khỏi ánh nhìn soi mói của mọi người được Ai ai cũng ngầm đoán ra giữa dạ thảo và Thanh Thủy có vấn đề Nhưng không dám lên tiếng vì sợ thị phi bủa vây mình Nửa tiếng sau ngoại trừ gần 50 khách mời VIP do Thế Khải âm thầm mời đến, thì còn có hơn 400 fan hâm mộ của Thanh Thủy lẫn anti-fan của cô ta. Cũng là khách mời hôm nay được bước vào hội trường để thưởng thức bộ sưu tập thời trang đồ cô ta thiết kế. Khi chỗ ngồi đã được lấp kín, mọi người bắt đầu trở nên nhốn nháo. Sau đó mọi thứ bỗng trở nên im bặt. Khi tấm vải đỏ phía sau sàn runway được kéo xuống, là một màn hình lớn xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh bà Nga, Hoàng Văn Thanh và Ninh Thanh Thủy đang bàn bạc với nhau, làm sao để tẩu tán hết số tài sản mà cả nhà họ đã chiếm đoạt, họ còn bàn bạc với nhau phải làm cách nào để bắt cóc Hải Nguyệt. Thậm chí sự việc Hoàng Văn Thanh chính là mối tình đầu của Dạ Thảo cũng được đưa ra ánh sáng, hóa ra ngày xưa chính Thanh Thủy và Văn Thanh đã lên kế hoạch tiếp cận Thế Khải và Dạ Thảo để trả thù cho mẹ của mình đồng thời được gả vào nhà hào môn, sống một cuộc đời sung sướng. Thế nhưng cả hai anh em họ đã bị bản chất tham lam của mình đánh bại. Nếu năm xưa Thế Khải không nhận ra bản chất thật trong con người của Hoàng Văn Thanh thì hôm nay không biết kết cục của Dạ Thảo sẽ còn thê thảm đến mức nào nữa. Hắn ta không những thay tên đổi họ, còn đi phẫu thuật chỉnh hình để lừa gạt bà anh. Ninh Thanh Thủy nhìn hình ảnh của chính mình trong video thì mặt cắt không còn giọt máu sau đó không chịu được mà ngất xỉu. Khán phòng hỗn loạn, Dạ Thảo là người bước đến bên cạnh Ninh Thanh Thủy trước tiên. Hô hoán mọi người cùng nhau đưa Ninh Thanh Thủy vào bệnh viện. Sạ dạ Thảo chỉ muốn hù dọa cô ta một chút, anh ở cô ta lại sợ hãi đến mức ngất luôn. Nhà thiết kế bị ngất, buổi ra mắt bộ sưu tập thời trang cũng hủy bỏ. Cho đến sáng hôm sau, hình ảnh Ninh Thanh Thủy và Dạ Thảo tràn ngập trên các mặt báo Cùng lúc đó những nhân vật nổi tiếng trong showbiz cho đến những diễn viên mới vào nghề đua nhau bóc phốt Ninh Thanh Thủy khiến cho cô ta trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội. Sau những sóng gió bủa vây, cuối cùng thì xạ thảo cũng có thể đường đường chính chính mà xuất hiện trước mặt mọi người rồi. Nhưng dù Thanh Thủy có trả giá cho sự độc ác mưu mô của mình thì cũng đâu thể nào bù đắp cho nỗi cay đắng nhục nhã ê chề mà gần một năm qua, dạ thảo chịu nhớ lại cái đêm định mệnh của hơn một năm trước thì tận sâu trong tiềm thức nỗi sợ hãi và tuyệt vọng in hẳn trong tâm trí của dạ thảo qua đôi mắt ẩn ửng nước cứ như vừa mới xảy ra hôm qua vậy. Cách đây gần một tuần, người mà dạ thảo tâm sự đầu tiên về khoảng lặng trong cuộc đời mình lại là người anh trai mà cô rất ghét, người mà cô luôn cho rằng anh ấy rất thiên vị và hà khắc. Lúc đấy cô đã kể hết mọi chuyện cho Thế Khải nghe trong cơn nghẹn ngào với hàng nước mắt chảy dài không ngừng nghỉ với một nỗi ăn năn và hối hận muộn màng. Vào một bữa tối của gần một năm trước Dạ Thảo nhớ cô và Thanh Thủy có rủ nhau đi ba uống rượu. Trong cơn say cô cảm nhận được Thanh Thủy vất vả lắm mới có thể đưa cô lên xe. Dạ Thảo cứ tưởng Thanh Thủy sẽ đưa mình về nhà bằng xe của cô ta nên thản nhiên mà thiếp đi trên xe lúc nào chẳng hay. Đến khi tỉnh dậy cô mới phát hiện mình đang ở trong một nhà hoang, tay chân bị trói chặt, cử động khó khăn. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bên tai vang lên giọng nói văng vẳng quen thuộc của Thanh Thủy. Ta bán mày cho bọn buôn người rồi. Dạ Thảo đứng hình, nội tâm run rẩy vì cảm nhận được tai họa đang sắp giáng xuống đầu mình. Cô ngước mặt lên, sững sờ tái mặt khi nhìn vào cái mặt đăm đăm ánh mắt sắc lạnh của con bạn thân 10 năm mới biết tình cảnh hôm nay của mình đều do một tay nó bày ra tất cả. Nó khinh khỉnh cái mặt huynh hoang nói thêm rằng Tối hôm qua tao đã bỏ thuốc ngủ vào rượu của mày. Mày đã ở đây một ngày một đêm rồi. Nó nói tỉnh bơ, xạ thảo nở một nụ cười thân thiện, cố gắng bao biện rằng đây chỉ là một trò đùa của Thanh Thủy mà thôi. Cô nói. Mày điên à? Mày đùa với tao phải không? Mau thả tao ra con quỷ. Nó vẫn tỉnh, miệng thì nở một nụ cười đắc thắng, nó nhếch môi nói. Mười năm qua, trước mặt mọi người, tao chỉ là cái bóng, là con sai vặt, là con nịnh bợ của mày mà thôi. Mày có biết không, mười năm trước tao đã bỏ ra biết bao công sức mới có thể lọt vào mắt của anh trai mày. Tao phải đi vá mảng trinh, phải giả vờ dịu dàng yếu đuối trong sáng thậm chí đã từng rạch cổ tay tự sát để ép anh mày quay lại. Chia tay anh ta, tao đau khổ bao nhiêu, thì anh ta lại chẳng hề hấn gì còn cưới vợ liền tay. Nói đến đây, Thanh Thủy bất ngờ cười lên ha hả, xạ thảo kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng nhìn cô ta. Mày điên rồi, mày rất giàu có, tương lai sáng lạng, có bao nhiêu người thích mày. Hãy dừng lại đi, đừng làm chuyện dại dột, mày đang hủy hoại chính mình đó, mày đang làm chuyện phạm pháp đó, Dạ thảo gào lên trong tuyệt vọng. Cô nổi ốc cục dùng mình sợ hãi trước sự tiêu cực mất hết lý trí của con bạn thân. Cô dùng mọi cách bằng những lý lẽ mà mình biết với hy vọng níu lấy một chút lương thiện của Thanh Thủy quay trở về. Nhưng không, dạ thảo càng nói Thanh Thủy càng điên hơn. Tao sẽ chiếm hết gia tài của nhà mày. Tao phải khiến cả nhà mày từ ba mẹ anh trai em trai của mày ly tán thì mới hả dạ. Mày biết không, cái còn chị dâu nhà quê của mày nữa Tao sẽ khiến cho nó chết không kịp chối Cái gì mà tao không có được Thì nó cũng đừng hỏng có Đêm đó xạ thảo đã bị Bọn buôn người cưỡng hiếp tập thể Dưới sự chứng kiến của thanh thủy Nhưng cô ta nhẫn tâm nhắm mắt làm ngơ Mặc cho xạ thảo khóc lóc van xin Sau đó bọn chúng còn quấn ni lông Quanh người của xạ thảo Khiến cô không thể cử động Rồi bỏ cô vào thùng hàng suốt qua biên giới Cô bị bán qua biên giới Làm gái mại dâm ban ngày bị nhốt ở phòng kín, ban đêm bị ép đi tiếp đại gia. Nếu không nghe lời sẽ bị đánh đập một cách tàn nhẫn. Xạ Thảo muốn tìm cơ hội chạy trốn nên đã chịu nhục mà tiếp khách. Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người. Cô chạy trốn khỏi nơi đó và tìm cách quay về Việt Nam. Trở về, điều đầu tiên cô làm là báo cảnh sát giải cứu cho những chị em cùng cảnh ngộ với mình. Cô hận thanh thủy thấu xương, bị thù hận che mở lý trí khiến cô chỉ muốn giết chết Thanh Thủy mà thôi. Cô tìm mọi cách tiếp cận cô ta nhưng đều thất bại. Cho đến một ngày, cô vô tình biết được Ninh Thanh Thủy muốn hại chết Hải Nguyệt và hai đứa nhỏ trong bụng nên mới đi theo Hải Nguyệt âm thầm bảo vệ. Còn chưa kịp trả thù thì Thế Khải tìm ra được nơi ở của cô, khuyên nhủ hết lời mới khiến Dạ Thảo buông bỏ bóng ma tâm lý tiêu cực để có thể bước ra ánh sáng làm lại cuộc đời. Trở lại hiện tại, Ninh Thanh Thủy biết bản thân đang phải đối mặt với scandal lớn nhất trong sự nghiệp vừa khởi sắc của mình. Điều đó sẽ chẳng là gì nếu những việc làm phạm pháp của cô ta bị phanh phui, còn phải ngồi tù dài hạn. Nghĩ vậy Ninh Thanh Thủy trở nên hoảng loạn sau khi trở về nhà. Cô ta bắt đầu tìm đường lui an toàn cho mình bằng cách chuyển 200 tỷ vào tài khoản bà Hoàng Lệ Nga đứng tên, cũng là người mẹ mà cô ta giấu kín bấy lâu nay. Mấy ngày sau, cô gái tên Huyền cũng đã khai ra toàn bộ sự thật mà Thanh Thủy đã mua chuộc cô ta làm. Những lời khai này sẽ là bằng chứng hữu hiệu nhất để Ninh Thanh Thủy hết đường chối cãi. Huyền còn khai, năm xưa Thanh Thủy đã ăn cắp bản vẽ thiết kế của bạn để dự thi mới có thể trúng tuyển một suất học bổng đi du học ở Pháp. Thế Khải bàn giao Huyền lẫn bằng chứng mà anh đã thu thập được sao cho cơ quan chức năng xử lý. Vài tiếng sau khi Huyền bị bắt, Ninh Thanh Thủy cũng nhận được triệu tập của cơ quan điều tra. Biết bản thân không còn đường lui, Ninh Thanh Thủy chấp nhận số phận, tự giác đến đồn công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Từ khi Ninh Thanh Thủy đầu thú, bí mật của cô ta cũng được phanh phui. Hóa ra người bạn mà Thanh Thủy ăn cắp bạn bè ấy chính là em gái của chị Trương. Em của chị vì không vượt qua nổi cú sốc nên rơi vào trầm cảm nặng, rồi kết thúc cuộc đời ở độ tuổi đẹp nhất đời người từ đó chị Trường quyết tâm thay em gái thực hiện hoài bão của mình. Thật ra, xạ thảo cũng không muốn lộ diện trước mọi người, nhưng vì muốn vạch trần Ninh Thanh Thủy nên cô đánh liều. Với lại trong thời gian này, cô muốn tập trung cao độ để làm một việc gì đó, cho quên đi nỗi ám ảnh trong suốt hơn một năm lưu lạc nơi đất khách quê người. Sau khi Thanh Thủy bị bắt, tất cả những người của cô ta cũng lần lượt ra lưới Bà Nga, mẹ của cô ta chuẩn bị tẩu tán tài sản. Những nhãn hàng từng xem cô ta như bà Hoàng, nay lại phủi sạch quan hệ. Còn tuyên bố cô ta sống giả tạo, nhân cách tồi, hãm hại bạn bè. Nói chung những gì trên báo chí lan truyền suốt nửa tháng nay đều được xác nhận là đúng. Đoạn video tái hợp giữa Dạ Thảo và Ninh Thanh Thủy được cộng đồng mạng lưu truyền một cách chóng mặt. Mọi người xôn xao bàn tán mổ xẻ từng cử chỉ lẫn biểu cảm trên gương mặt của cô ta để chứng minh người bạn mà mọi người nói đến chính là dạ thảo, chứ chẳng phải ai khác. Minh chứng là ngay khi những hình ảnh thảo từ đồn công an trở về, sau khi lấy lời khai, lan truyền, thì người ta lại bắt đầu xăm soi, dạ thảo cũng trở nên nổi tiếng, bất đắc dĩ. Từ khi trở về nhà, dạ thảo ít khi cười và hầu như không chủ động tâm sự cùng mọi người. Cô dành phần lớn thời gian ở bên mẹ, chăm sóc và ngủ cùng bà ở bệnh viện. Thời gian rảnh rỗi thì ở nhà chồng Hoa Trà thù thanh thủy xong rồi Cô cũng không tha thiết gì đến chuyện yêu đương nữa Hai tháng sau Bà hòa được xuất viện trở về nhà Bởi vì chất còn yếu nên phải ngồi xa lăn Mặc dù Nguyệt đã được chồng nói trước đó Nhưng khi gặp lại mẹ chồng Nước mắt Nguyệt đã chảy xuống Vì không kìm được xúc động Mẹ chưa chết Mẹ trở về với tụi con rồi Dứt câu Hải Nguyệt ngồi xuống ôm chầm lấy mẹ chồng nức nở bà hòa thấy vậy nước mắt cũng đỏ hoe cả lại bà mắng yêu cái con bé này khóc cái gì muốn bà già này vào bệnh viện nữa phải không hải nguyệt lau nước mắt cười hề hề đáp mẹ bình an trở về là con vui rồi mấy ngày sau đó sớm tối dạ thảo và hải nguyệt đều ở bên cạnh động viên nên bà cũng phần nào nguôi ngoai đi nỗi buồn một hôm hải nguyệt thấy dạ thảo một mình đi lên sân thượng còn đứng sát bờ tường tư thế khiến người ta liên tưởng Thảo muốn tự sát. Tưởng cô em chồng muốn nghĩ quẩn, Hải Nguyệt khệ nệ ôm bụng bầu bước lên cầu thang, không nói không rằng nắm tay dạ Thảo kéo lại, làm Thảo chới với té ngồi xuống đất. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bên tài đã nghe tiếng Nguyệt trách mắng. Cô làm cái gì vậy hả? Mẹ vừa bình phục không lâu, cô lại muốn tự tử, đổ bất hiếu. Ngoài xã hội có biết bao nhiêu người đau khổ hơn cô, Vậy mà họ vẫn sống lạc quan vui vẻ. Còn cô, cô xem lại mình đi. Sạ Thảo đứng hình, mấy giây sau cô nàng đứng dậy, nhìn Hải Nguyệt cười khẽ, sau đó tỉnh bơ đáp. Chị làm cái gì vậy hả? Cái bụng nó như cái trống mà không lo. Đi lo cho tôi. Tôi mà muốn tự sát thì đã tự sát lâu rồi. Đợi đến giờ này để chị mắng à? Chị mà có gì? Làm sao tôi dám nhìn mặt anh hai đây hả? Trăng thành gió mát, Sạ Thảo chỉ muốn lên sân thượng để tâm hồn được thanh tịnh tạm quên đi muộn phiền. Không ngờ bà chị dâu có bầu lại hay nhạy cảm như vậy. Thật may là không bị làm sao, nếu không cô sẽ dày dứt cả đời. Trước đây sao cô không biết bà chị dâu này hiền lành và đáng yêu như vậy? Nếu cô chịu tìm hiểu và chịu khó nhìn nhận sự việc sự vật quanh mình, thì có lẽ Thảo đã không phải chịu những tháng ngày sống trong địa ngục kia. Trải qua nhiều chuyện, Thảo mới biết mình không hề mạnh mẽ gan lì như vẻ bề ngoài cô cũng biết được chẳng ai yêu thương mình như gia đình của mình cả. Hải Nguyệt chưng hưởng trước câu nói vô tư của Thảo. Mấy giây sau đó cô mới biết mình dường như lo xa quá rồi nên cười hề hề cho qua chuyện rồi đáp. Tại tôi lo cho cô thôi mà. Thôi đi xuống nhà, ở trên này gió lạnh lắm. Xã Thảo nói xong nhìn Hải Nguyệt mỉm cười nhẹ sau đó ân cần đỡ Hải Nguyệt đi từng bước chậm rãi Hành động bất ngờ của cô em chồng đã từng ghét cay ghét đắng mình, làm Hải Nguyệt không được tự nhiên. "Xin lỗi chị về những chuyện trước đây." Giọng của Dạ Thảo đột ngột cất lên, làm Nguyệt ngỡ ngàng cô nói. "Cô thay đổi nhiều quá đó cô Thảo, làm tôi không được tự nhiên. Sau này rồi sẽ ổn cả thôi mà." Thảo cẩn thận dìu Nguyệt, hai chị em vừa xuống tới phòng khách thì bắt gặp cảnh Thế Tâm dẫn Hải Như về. Vừa nhìn thấy em trai, dạ thảo không giấu được sự xúc động thông qua ánh mắt có chút dao động của mình. Cô lên tiếng hỏi thăm bằng thái độ ân cần hỏa nhã. Sao em về tối thế? Mẹ đã đi ngủ rồi. Thế tâm đáp, em về ở luôn, khi nào cưới vợ mới dọn ra ngoài. Thấy dạ thảo thay đổi tích cực sau nhiều biến cố cuộc đời, thế tâm như phần nào chút đi một phần phiền muộn. Nhưng điều mà cả nhà anh mong muốn chính là nhìn thấy dạ thảo tìm được một người đàn ông thật lòng thật dạ yêu thương mình, có những đứa con, một mái ấm gia đình đúng nghĩa. Một ngày chị gái chưa lấy chồng là ngày đó cả nhà vẫn còn bận tâm. Nghe em trai nói vậy, Dạ Thảo mới để ý đến cô gái bên cạnh Thế Tâm. Ngay khi vừa nhìn thấy Hải Như, Dạ Thảo đã không giấu được sự kinh ngạc của mình. Cô nhìn Hải Như rồi lại nhìn Hải Nguyệt, sau đó thốt lên một câu hào hứng Hai người là chị em song sinh mà sao tôi không biết vậy? Hải Như và Hải Nguyệt mỉm cười ngại ngùng. Hải Như nói. Hồi đám cưới chị hai, em bận thi nên không có về. Ba mẹ em cũng không nhắc tới nên chị không biết cũng phải. Vậy à? Sạ Thảo ồ lên kinh ngạc sau đó nói thêm. Giống quá trời giống. Hải Nguyệt tiến lên vài bước nhẹ nhàng nói. Có thể phân biệt được mà. Nếu để ý kỹ thì mu bàn tay và trên trán của em có một nút ruồi mắt của em cũng to hơn của hải như một chút hải nguyệt vừa nói vừa chỉ tay lên trán và bàn tay của mình Dạ thảo cũng tò mò nhìn theo sau đó mỉm cười cảm thán một câu hai chị em lấy hai anh em mà hai anh em nhà này cũng có phước quá nhỉ một lúc sau cả ba nhanh chóng làm quen và nói chuyện rất vui vẻ trong khi thế tâm thì ở phòng bếp nấu đồ ăn khuya cho mọi người một lúc sau Thế Tâm từ trong bếp mang ra bốn tô cháo sườn heo thơm nước mũi. Xạ dạ Thảo nhìn ba người gương mặt lúc này cũng rạng rỡ hạnh phúc, đang ngồi đối diện với mình, mà trong lòng có chút tiếc nuối những năm tháng trước kia. Đến giờ phút này cảm giác được sống trong một gia đình hòa thuận vui vẻ, nó hạnh phúc biết chừng nào. Dạ Thảo đang ngây người thì đột nhiên bên ngoài có tiếng động cơ xe, đoán là Thế Khải đã về nên dạ thảo vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài sân mở cửa. Một lúc sau, hai anh em lần lượt tiến vào bên trong. Thấy mọi người đang ăn cháo, Thế Khải hồ hởi lên tiếng. Còn không múc cho anh một tô. Hải Nguyệt nhanh nhào đáp. Còn còn, để em lấy cho. Vừa dứt câu, Hải Nguyệt toan đứng dậy đã bị Thế Khải ngăn lại. Anh hớt hải nói. Thôi thôi, để anh lấy, bụng em to lắm rồi. Nên hạn chế đi đứng lại đi. Bình an cho em vẫn hơn. Nói rồi Thế Khải đi thẳng vào bếp Xạ Thảo cũng ngồi xuống cùng mọi người ăn cho xong tô cháo Một lúc sau cả nhà lại quây quần xem tivi Chỉ còn mỗi mình Thế Khải vẫn còn xì sụp bên tô cháo nóng hổi Một tiếng sau Hải Như và Thế Tâm lần lượt về phòng ngủ Sau khi Thế Khải đưa Hải Nguyệt xong Thì cũng trở lại phòng khách Thấy Sạ Thảo ngồi trước màn hình tivi Mà tâm hồn cứ để đâu đâu Thế Khải nén tiếng thở dài nhẹ nhàng cất tiếng nói đang nghĩ đến chuyện cũ sao? Ngay giọng nói bất ngờ vang lên ở phía sau, dạ thảo giật mình quay đầu lại thì thấy Thế Khải đang từ từ đi về phía mình. Sau biến cố dường như cô vẫn chưa thôi ám ảnh khi bất thình lình nói chuyện sau lưng mình. Kể cả người thân thì đối với dạ thảo mà nói đó là mấy giây địa ngục ảo ạt của về trong tâm trí. Dạ thảo không trả lời anh trai mà rủ mắt xuống buồn bã. Thấy vậy Thế Khải ngồi xuống đối diện với em gái anh nhìn dạ thảo một cảm giác đong lòng ập đến khiến anh hơi ngập ngừng nhưng rồi sau mấy giây suy nghĩ chớp nhoáng thế khải thở dài hỏi em còn yêu đình tú không câu nói của anh trai khiến hai mắt dạ thảo lưng tròng tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên đình tú là tên của hoàng văn thanh trước kia sau khi chia tay dạ thảo anh ta lấy lại tên thật phẫu thuật thẩm mỹ để tiếp cận ba anh sau anh lại hỏi em câu đó Dạ Thảo cố gắng áp chế những ký ức vui vẻ cùng đình túng đang ảo ảo tuôn về trong tâm trí mà bình thản lên tiếng hỏi ngược lại anh trai. Thế Khải nhìn em gái áy náy rồi nói Em trả lời anh đi. Dạ Thảo rưng rưng nước mắt nghẹn ngào nói Nếu còn thì sao mà không còn thì sao cũng đâu thể quay ngược thời gian chọn lại với lại hắn ta đâu còn xứng với tình yêu của em nữa. Nếu nói vậy thì anh cũng không giấu em làm gì nữa Nói đến đây, Thế Khải để ý thấy đôi tay dạ thảo đang siết chặt vào nhau, hệt như đang kìm nén một điều gì đó quá sức tưởng tượng. Thấy em gái như vậy, Thế Khải càng đau lòng hơn anh nói. Em còn giận anh vì chuyện năm xưa. Dạ thảo ngước đôi mắt đẫm lệ lên và nói trong nghẹn ngào. Em chưa bao giờ quên được câu nói của Đình Túng lúc chia tay với em. Em lại càng không quên được chính anh trai của mình là người chia rẽ mối tình đầu mà em đã rất trân trọng. Nhưng đó là em của trước kia Còn em của bây giờ cảm thấy may mắn Vì mình có một người anh trai tốt như vậy Từng câu từng chữ dạ thảo nói ra Như một mũi tên xuyên vào tim của Thế Khải Mặc dù đã dặn lòng sẽ giấu nhẹm chuyện này đến cuối đời Nhưng khi tận mắt chứng kiến em gái Vẫn còn vấn vương mối tình đầu dã tâm Mưu mô đó Thì anh không muốn khoanh tay đứng nhìn thêm nữa anh mặc kệ nước mắt vẫn đang rơi trên gương mặt hốc hác của dạ thảo mà gay gắt nói. Hắn ta là thằng sở khanh, nó không có yêu em. Năm xưa sở dĩ anh ngăn cản là vì anh phát hiện nó bắt cá nhiều tay, đã từng qua lại với rất nhiều cô gái lừa tình lừa tiền của người ta, nên anh mới thuê người đánh nó để dằn mặt, đuổi nó ra khỏi công ty, hủy hợp đồng lao động với nó, còn bồi thường cho nó một khoản tiền, cảnh cáo nó không được đến gần em. Nghe anh trai nói, xạ thảo đứng hình, Ánh mắt buồn bã không giấu nổi vẻ sững sờ, Thế Khải không để ý đến thần sắc trên gương mặt của Dạ Thảo, mà lập tức lấy ra tập tài liệu mấy năm trước mình đã điều tra được để trước mặt của em gái. "Em xem cái này trước đi, rồi anh sẽ tiết lộ thêm cho em biết sự thật khác, mà sự thật này nó sẽ khiến em tỉnh ngộ ra, không phải cứ yêu hết mình là sẽ được đền đáp xứng đáng." Dạ Thảo lặng người nhìn chằm chằm vào tập tài liệu một lúc sau mới đưa tay ra cầm lấy nó mà mở ra. Đập vào mắt của cô chính là những bức hình đình tú sát gái vào khách sạn. Trong số những cô gái mà anh ta chơi bời, còn có những người bạn mà Dạ Thảo đã từng thân thiết trước kia. Dạ Thảo cầm những bức ảnh mà cảm thấy gây tổng kinh khủng. Mấy năm qua cô bỏ phí thanh xuân, thậm chí đã vài lần từ chối tình cảm của những chàng trai theo đuổi mình. Chỉ vì còn nặng tình với cái thằng sở khanh Giờ phút này cô không biết nên cười hay nên khóc, chỉ thấy lồng ngực đột nhiên trở nên nặng nề, khó thở vô cùng. Dạ Thảo còn chưa kịp tiêu hóa với những gì mà Thế Khải vừa nói, thì bên tay cô lại tiếp tục nghe giọng của anh trai mình. Đỉnh Tú cũng chính là Hoàng Văn Thanh, anh trai ruột của Ninh Thanh Thủy. Anh ta không những sử dụng tên giả khi tiếp cận em, mà còn phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi ngoại hình để giả mạo làm con rơi của ba. Bà Nga cũng chính là mẹ ruột của Ninh Thanh Thủy. Từ nhiều năm về trước, ba mẹ con của bà ta đã âm mưu tiếp cận gia đình mình. Thế Khải nhẹ nhàng lên tiếng, gương mặt điềm tĩnh như đã đoán được từ trước. Suốt mấy tháng qua, vất vả lắm, Thế Khải mới cùng những người bạn của mình điều tra ra tất cả mọi chuyện liên quan đến mẹ con bà Nga. Không những thế, kế hoạch vạch trần mẹ con bà ta cũng được anh tiến hành. Chỉ là thời cơ chưa đến nên mới để bà ta tung hoành ngang dọc. Thôi thì cứ để mẹ con bà ta đắc ý, sung sướng hưởng thụ trên đỉnh Vinh Quang. Rồi sau đó anh sẽ để cho bà ta rơi tự do xuống địa ngục, để bà ta biết nhân quả báo ứng trên đời này không phải hư vô. Xạ Thảo nghe thế Khải nói mà cả người như muốn đóng băng. Thật không ngờ người bạn thân mà cô luôn tin tưởng, không những xem cô như một món hàng để buôn bán mà suốt 10 năm qua Ninh Thanh Thủy chưa bao giờ thật lòng với cô cả. Giờ em mới nhận ra, suốt 10 năm qua mặc dù mỗi ngày đều tiếp xúc với cô ta, nhưng em lại không hề biết con người thật của Ninh Thanh Thủy là như thế nào. Xạ Thảo bình thản nói ra, nhưng trong ánh mắt chất chứa vạn lần chua xót. Thế Khải cũng nhận ra tâm trạng của em gái không tốt nên đứng lên nói. Thôi, anh đi ngủ đây. Tập hồ sơ đó em từ từ coi đi ngoại hình mới của Hoàng Văn Thanh cũng ở trong đó cả. Dứt lời Thế Khải ngoảnh đầu đi lên phòng, bỏ lại dạ thảo trầm ngâm ngồi bất động trên sofa. Sáng hôm sau, chị bé là người dậy sớm trước tiên để nấu bữa sáng cho cả nhà. Từ ngày bà Hòa về nhà đến nay, chị cũng đã dọn vào phòng ngủ cùng bà. Bà đi đứng bất tiện, chị luôn là người kể bên chăm sóc. Đôi khi xạ thảo và hải nguyệt cũng phụ chị chăm sóc mẹ chồng. Từ ngày bà bị bệnh cậu Khải tăng lương cho chị Chị cũng hiểu được trách nhiệm của mình lớn lao biết chừng nào Sau khi giúp bà Hòa làm vệ sinh cá nhân xong Chị bé dìu bà ra sau hè tập thể dục Bà đi đứng còn khó khăn Đôi khi đau và mỏi chân quá không chịu được phải ngồi xuống Ngồi xuống rồi lại không đứng dậy được Phải có người kề bên dìu sát 8 giờ Thế Khải cẩn thận dìu Hải Nguyệt bước xuống cầu thang từ khi Nguyệt có bầu anh lúc nào cũng kề sát bên Càng gần đến ngày sinh anh càng sống trong thấp thỏm lo sợ đủ đường Biết vợ còn trẻ lại là lần đầu mang thai Nên đêm nào anh cũng dành chút thời gian xoa bóp cho vợ Chấn an tinh thần để Nguyệt an tâm vui vẻ Hai vợ chồng vừa bước xuống phòng khách Thì bắt gặp xạ thảo và hải như đang tụm lại dù gì nói chuyện gì đó bí mật từ bao giờ Thấy anh chị đi lại thì vội vàng tách ra Dậy sớm giữ ta Thế tâm đâu rồi Mà hai người ăn sáng chưa vậy Hải Nguyệt bất ngờ lên tiếng Hải Như trả lời Anh ấy đến bệnh viện rồi Tụi em cũng chưa có ăn gì đâu Nguyệt chưa kịp trả lời Bên ngoài có tiếng nói vọng vào Mẹ bị hoa mắt phải không Mẹ thấy có hai con Nguyệt giống y gì đúc Hải Nguyệt cười hề hề Chạy ra đỡ lấy bà Hòa Rồi cùng chị bé dìu bà bước vào nhà Ngồi xuống sofa Hải Nguyệt nói em gái song sinh của con, bạn gái của Thế Tâm đấy mẹ. Hải Như nhìn mọi người bẽn lẽn rụt rè nói. Con chào bác, con tên Hải Như. Sau giây phút ngỡ ngàng thì bà Hòa hớn hở ra mặt. Hai đứa định khi nào thì cưới? Câu hỏi quá thẳng thừng của bà Hòa làm Hải Như ngượng chín mặt. Cô nàng quýnh quáng không biết nói gì mới quay sang chị gái cầu cứu. Thì bị Hải Nguyệt và mọi người làm ngơ biết là không thể nhờ vả ai nên Hải Như đành trả lời. Cô gãi gãi đầu, sau một hồi đấu tranh tâm lý mới ấp úng nói. Con có thai được 18 tuần, con với anh Thế Tâm đã đăng ký kết hôn từ đầu năm nay luôn rồi. Tụi con định sinh xong mới làm đám cưới. Cái gì? Con nói cái gì? Nói lại bác nghe. Hải Như cảm thấy căng thẳng vô cùng khi đối mặt với mẹ chồng, cô mếu máo nói. Con có thai rồi. Nói xong câu này, Hải Như có cảm giác tim mình muốn rớt ra ngoài. Có thai rồi thì sinh ra thôi, chừng nào đám cưới cũng được. Hải Như vợ òa trong hạnh phúc, kết hôn mà không xin phép gia đình cô đã áy náy lắm rồi. Đằng này còn ăn cơm trước càng, ai mà ngờ làm có mấy lần đã dính bầu. Hải Như mừng quá trở nên luống cuống. Con cảm ơn mẹ, mẹ thật là tốt. Bà Hòa cười tươi như hoa, tuổi xế chiều được ở bên cạnh con cháu thế này còn gì hạnh phúc bằng hôm nay con không đến công ty à Khải. Bà Hòa quay sang Thế Khải hỏi. Thế Khải hạnh phúc nhìn vợ rồi trả lời. Buổi chiều con mới đến công ty. Mẹ nghe con bé nói, con nhỏ giả dạng thành xã thảo, âm mưu hãm hại nhà mình giờ sao rồi con. Cô ta và Ninh Thanh Thủy là cùng một ruột với nhau, vô tù ở hết rồi mẹ. Vậy à? Bà Hòa bình thản đáp một câu, sau đó nói tiếp. Giờ con theo mẹ đi gặp ông Quý Mẹ muốn nhìn thấy ông ta đích thân ký vào đơn ly hôn. Kể từ hôm nay không liên quan gì nhau nữa. Bà vừa nói xong chị bé liền chạy đến đỡ bà về phòng. Thế Khải cùng xạ thảo cũng vội vàng chạy đi thay quần áo để trở về ngôi nhà họ đã lớn lên cùng nhau. Nhưng này ngôi nhà đó đã không còn là ký ức tuổi thơ tươi đẹp của họ nữa rồi. Một lúc sau, bà Hòa mặc một bộ vest đen quyền lực lưỡng thững bước ra ngoài. Thế Tâm cũng đã kịp từ bệnh viện trở về sau cuộc gọi của Hải Như. Cả bốn người cùng nhau bước lên một chiếc xe, khởi hành về lại ngôi nhà cũ đã từng là mái nhà hạnh phúc. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng lại trước một ngôi biệt thự lộng lẫy. Ngày trước nó màu trắng tinh khiết, nhưng hôm nay quay trở lại đã là màu hồng cánh sen trông thật chói mắt, mất đi hoàn toàn sự tinh tế vốn có ban đầu. Bước xuống xe, Dạ Thảo là người đi bấm chuông cửa, một lúc sau hoàng văn thanh từ bên trong bước ra cánh cửa vừa mở ra hắn ta đã lộ ra ánh mắt sửng sốt bộ mặt trắng bệch cứ bị người ta phát hiện vừa làm chuyện gì xấu xa chúng tôi muốn gặp ông quý ông ấy có ở nhà không vậy trong khi dạ thảo vẫn thản nhiên thì hoàng văn thanh đã lộ ra vẻ mặt luống cuống thấy vậy dạ thảo nhìn chằm chằm vào gương mặt của hắn ta rồi nhếch môi khinh thường cô nói anh trai bộ trước đây có làm chuyện gì trái với lương tâm hay sao mà gặp tôi mặt mày tái mét thế kia xạ dạ thảo nói mà đôi mắt chưa từng rời khỏi gương mặt xa lạ của hắn ta Hoàng Văn Thanh trột dạ quay mặt đi chỗ khác không dám đối diện với xạ dạ thảo thêm một giây một phút nào nữa hết có vẻ như tôi nói đúng xạ dạ thảo hất hàm khích bác một câu Hoàng Văn Thanh cố tỏ ra bình tĩnh nói các người muốn làm gì ngôi nhà này từ lâu đã không thuộc về các người nữa rồi lúc này thế khải tiến lên một bước đanh thép nói đừng giả ngây thơ trước mặt tôi nữa bà tôi đâu bà nga nghe tiếng sầm sì ở ngoài cổng nên từ trong nhà bước ra vừa nhìn thấy thế khải bà ta lập tức đứng hình sau đó rất nhanh đã lấy lại tự nhiên bà ta đi xăm xăm ra cửa hất hàm ra ai mấy người đến đây làm gì tôi là chủ nhân ở đây ở đây không hoan nghênh mấy người đâu biến đi xạ thảo tiến lên mấy bước chỉ vào mặt bà ta và nói đầu bạc hai thứ tóc rồi mà còn thích đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nói ra câu này xạ thảo không khỏi bức xúc ninh thanh thủy dù gì cũng là con gái của bà ta vậy mà người làm mẹ như bà ta lại ở đây hưởng thụ chẳng có một chút gì lo lắng có một bà mẹ như bà nga ninh thanh thủy cũng thật bất hạnh quá đi chị không cần phải nói nhiều với bà ta làm gì nữa em gọi cho ba rồi ông ấy sẽ về ngay bà muốn làm chủ nhân của ngôi nhà này thì ít nhất cũng phải đợi ba tôi hoàn tất thủ tục ly hôn cái đã Thế Tâm từ bên trong xe bước ra nói một câu rất tử tốn nhưng lại ẩn chứa một sự thật khiến bà Nga còn tưởng Thế Tâm nói nhăng nói cuội nên bật lại một câu mày đang nói điên nói khùng gì vậy hả má mày chết rồi bảo ba mày ly hôn với mà một lát bà sẽ biết còn bây giờ chúng tôi muốn vào nhà bà và anh ta không có quyền ngăn cản Thế Tâm chỉ thẳng mặt mẹ con bà Nga rồi gào lên. Sau đó kéo Thế Khải vào bên trong. Mẹ con bà Nga hậm hực ra mặt nhưng vẫn cam chịu mà trở vào trong. Ở bên ngoài dạ thảo nhếch môi cười khinh bỉ. Sau đó mới trở lại vào trong xe cùng bà Hòa. Giây phút này cô mới cay đắng nhận ra. Gia đình mới là thứ thiêng liêng nhất trong cuộc đời của cô. Là nơi cô có thể thoải mái khóc. Thoải mái chút nỗi niềm mà không sợ ai cười chê không sợ miệng đời đàm tiếu. Sao hồi nãy mẹ không bước ra? Dạ Thảo cầm tay mẹ tò mò hỏi. Bà Hòa bình thản trả lời. Để người đàn bà và người đàn ông bội bạc đó đắc ý thêm một lúc nữa cũng không sao. Cái quan trọng là từ nay mẹ có thể buông xuống đống bùn hôi tanh bám trên người mình suốt mấy chục năm qua. Nghe mẹ nói dạ thảo nhìn sâu vào mắt mẹ, ngoài sự kiên cường ra còn ẩn chứa sự mạnh mẽ và kiên định sạ thảo nhìn mẹ với ánh mắt tự hào cô nói mẹ con ủng hộ mẹ ở bên trong nhà thế khải và thế tâm cảm thấy ngộp thở vô cùng khi chứng kiến đâu đâu cũng toàn là màu hồng cánh sen người làm thì có đến năm bà cảnh tượng trước mắt khiến cho hai người đàn ông không biết dùng từ nào để diễn tả thế tâm quay sang anh trai dù gì anh một tháng ba trả bao nhiêu tiền cho người làm tiền điện nước tiền sinh hoạt tiền mỹ phẩm vậy anh Nhìn sơ qua anh đoán chắc cỡ 100 triệu một tháng. Qua nửa tiếng sau, ông Quý một mình lái xe trở về, nhìn thấy chiếc xe đỗ bên ngoài, ông ta liền nghĩ ngay đến hai thằng con trai của mình, chứ không nghĩ đến bên trong đó chính là người vợ đã từng kết tóc xe tơ với mình. Ông Quý bước vào bên trong, nhìn hai thằng con trai chưa bao lâu đã bội lên tiếng trách móc. Gần cả năm nay không thấy mặt mũi hay tin tao sắp lập di trúc hai đứa tụi bay đến đây đòi chia gia tài hay gì thế khải đứng lên cất giọng bỉa mai gia tài của ba còn lại được bao nhiêu mà lập di trúc con sợ không được bao lâu nữa thôi ngôi nhà này cũng thuộc quyền sở hữu của người khác nếu mày đến đây chỉ vì chuyện này thôi thì cút đi được rồi đồ bất hiếu mày giống y như con mẹ mày hồi trẻ mưu mô xảo quyệt ông quý vừa dứt câu bên ngoài bất ngờ truyền tới những tiếng bước chân rồi sau đó là giọng nói vừa lạ vừa quen của bà Hòa cất lên. "Phải rồi, con mẹ nó mưu mô xảo quyệt, nên trời Phật phù hộ chết đi sống lại, đến đây để lấy chữ ký vàng ngọc của ông đây này." Dạ Thảo dìu mẹ bước vào trong sự ngỡ ngàng xen lẫn kinh hãi của ông Quý, bà Nga và cả tên Thanh. Lúc này bà Hòa ngồi xuống sofa thì ba người họ mới ý thức được một điều là bà vẫn còn sống và cái đám tang trước kia chỉ là giả để che mắt thiên hạ mà thôi bà thật sự chưa chết. Vậy còn đám tang đó là sao đây? Thử ông thôi, để coi ông có còn chút lương tâm nào không. Nhưng không ngờ ông đâu có lương tâm đâu. Bỏ vợ, bỏ luôn cả mẹ già. Nhắc đến mẹ ông ta mới sực nhớ ra. Má tôi đâu? Bà đem bà ấy giấu đi đâu rồi? Giờ này ông mới hỏi câu đó có phải là thừa thãi rồi không? Má đang ở một nơi nhàn nhã, thoải mái, không bận tâm với đời. Cũng không biết con trai của mình sống chó đẻ ra làm sao bản thân âm bất hiếu thì lấy tư cách gì mà dạy dỗ con cái ông nên đi dạy lại cái thằng con của ông kìa mà nó có phải là con ông hay không thì chỉ có ông trời và bà nga mới biết được thôi dứt lời bà hòa quay sang bà nga thách thức sao lúc nãy hùng hổ lắm mà giờ thấy tao sao lại im lặng vậy hay là làm chuyện gì sai quấy sợ tao phanh phui ra bà nga run rẩy trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra cứng rắn bà ta hùng hổ nói trong tình yêu không có khái niệm đến trước hay đến sau Mà người nào không được yêu chính là kẻ thứ ba Bà Hòa nhếch môi cười mỉa mai rồi đột nhiên vỗ tay tán dương Vậy tao chúc mừng mày nhé, mày thắng cuộc rồi Vừa dứt câu bà Hòa lấy trong ví ra tờ đơn ly hôn để trước mặt ông quý rồi nói Ký vào đi Rồi từ nay ông có thể tự do công khai mối quan hệ với nó trước mặt mọi người Mà không sợ thiên hạ bản tán nữa Ông Quý cầm tờ đơn ly hôn ký một cái rất dứt khoát còn huynh hoang khoe rằng Xong rồi, tờ di chúc tôi cũng làm xong rồi đây này 80% tài sản tôi để lại cho thằng Thanh hết Bà Hoa vẫn tỏ thái độ bình thản Vậy thì chúc mừng Khi nào chuyển giao quyền lực thì nói tôi một tiếng tôi đem Hoa đến tặng Nói xong, bà Hòa quay sang các con của mình rồi nói Về thôi mấy đứa, Lúc bốn mẹ con rời khỏi, bà Nga và Hoàng Văn Thanh mới thở vào nhẹ nhõm. Hơn một tháng sau, Hải Nguyệt chuyển dạ thành công hạ sinh một cặp song sinh trai gái đáng yêu kháu khỉnh. Ba mẹ của Hải Nguyệt cũng khăn gói lên Sài Gòn, phụ Thế Khải chăm sóc con gái. Từ khi Dương Thế Kiệt và Dương Hải Tú ra đời, trong ngôi biệt thự ba tầng của Thế Khải lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Chị gái sinh rồi, Hải Như lại càng nôn nao hơn dù cái bụng bầu của cô còn chưa được 3 tháng. Hải Nguyệt xuất viện được một tháng, bà Hòa đón bà nội của Thế Khải từ Đà Nẵng trở về. Trong nhà thiếu vắng hình bóng con trai, bà nội cũng đã phần nào đoán ra sự việc nên rất buồn. Tuy nhiên bà không biểu lộ cảm xúc ra ngoài cho con dâu biết, mà chỉ giữ trong lòng. Bà Hòa cũng lựa lời an ủi mẹ chồng để bà có thể buông xuống những áy náy dằn vặt cho mình. Bỗng một ngày, Bà Hòa nhận được thiệp mời đám cưới của ông Quý và bà nga. Không muốn bỏ qua cơ hội vạch trần Tiểu Tam, bà Hòa đã bàn với Thế Khải và được con trai toàn tâm giúp đỡ. Cuối cùng thì những gì mà anh điều tra được cũng có cơ hội được phơi bày trước bản dân thiên hạ. Hôm đó bà Hòa mặc một bộ con lê màu đen, được Thế Khải hộ tống bước vào lễ đường, nói đây là một đám cưới thì không hẳn mà chính là bữa tiệc ra mắt họ hàng, bạn bè trong giới làm ăn của ông Quý và bà Nga mà thôi. Bà Hòa cũng ngầm đoán ra người mời bà đến đây chính là bà Nga, chứ không phải ông Quý. Khách Quý có mặt đông đủ, nữ MC trên khán đài bắt đầu đọc gì đó. Nhưng đột nhiên cô ta trở nên quính quáng khi micro không hoạt động, nói hoài cũng không lên. Sau đó thì một giọng nói ở đâu vọng ra trên màn hình cỡ lớn cũng bắt đầu sáng lên. Trên màn hình là hình ảnh ba mẹ con bà Nga đang nói chuyện với nhau, hình ảnh vô cùng sắc nét, âm thanh cũng quá rõ ràng. Mẹ đúng là tài nha, kêu con đi thẩm mỹ giống ông ta còn trẻ, là ông ta tin con là con trai ruột liền, tin mà không một chút nghi ngờ. Hoàng Văn Thanh tắc ý nói, Ninh Thanh Thủy kiêu ngạo thêm vào một câu. Không tin cũng khó à? Hai thằng con trai ruột của ông ta còn chẳng giống ông ta được bao nhiêu phần nữa là. Đến đây tất cả mọi người có mặt trong khán phòng bắt đầu bàn tán sôi nổi. Xen lẫn những tiếng xì xầm đó là tiếng hét đến khản cổ của bà Nga. Tắt đi, tắt ngay đi, lũ khốn nạn. Bà ta mất hết lý trí và thể diện chạy loạn khắp nơi để tìm ra nơi phát ra âm thanh. Tìm mãi không thấy bà Nga càng trở nên điên loạn. Tìm kiếm bà Hòa khắp nơi trong đám đông vì nghĩ người bày ra tất cả chuyện này chính là bà bà ta như một sinh vật ngoài hành tinh trở thành trò cười cho thiên hạ thì ở một góc bà Hòa bình thản đứng xem kịch hay. Tất cả mọi người có mặt trong khán phòng này đều đang chú tâm vào đoạn video đang phát phía trên. Trên màn hình đoạn video vẫn đang tiếp diễn. Bà Nga cười ha ha nói Giờ chỉ còn bước cuối cùng là đợi ông ta lập di trúc để lại toàn bộ tài sản cho anh con nữa là xong. Rất lời bà ta quay sang Ninh Thanh Thủy nghiêm túc nói Kế hoạch của con sao rồi? Xử lý con nhỏ đó đến đâu rồi? Xong rồi mẹ ạ. À. Con Thảo nó ngu. Không gì diễn tả được luôn. Con nói cái gì nó nghe theo cái đấy mà mẹ biết không? Nhìn cái cảnh bọn côn đồ thay nhau hãm hiếp nó. Mà con thấy sảng khoái gì đâu. Con còn lén quay phim lại bán đoạn video làm tình bạo lực đó cho mấy trang web khiêu dâm ở nước ngoài. Kiếm được trăm triệu đấy mẹ ạ. À. Kế hoạch của con mà thành công thì cái công ty may triệu đô đó sẽ thuộc về chúng ta. Đấy là cái giá mà Dương Thế Kiệt phải nhận khi làm tổn thương con. Đợi đó đi, sẽ đến con vợ của anh ta ngay thôi. Không biết bán video làm tình với một bà bầu kiếm được bao nhiêu tiền. Màn hình lập tức chuyển đen. Sau đó, những hình ảnh trước và sau phẫu thuật thẩm mỹ của Hoàng Văn Thanh cũng được công khai. Bức ảnh thời trẻ của ông Quý cũng được công khai cho mọi người dễ đối chiếu sau đó bảng ADN giám định huyết thống cũng được zoom cận cảnh trên màn hình. Hoàng Văn Thanh lúc này cũng chẳng biết làm gì ngoài việc chạy khắp nơi tìm kiếm sự giúp đỡ từ nhân viên để tắt đoạn video chết tiệt kia. Tiếng sầm xì ngày một nhiều hơn, gương mặt của ông Quý lúc này đã hầm hầm lửa giận, hận không thể đem sự phẫn nộ của mình phát tiết trên người của bà Nga. Sau một hồi kìm nén cuối cùng thì ông Quý cũng không chịu được tức giận, mà lao vào đánh tới tấp bà nga trước sự chứng kiến của mọi người vừa đánh ông vừa nói con mụ khốn kiếp tao thương yêu mẹ con mày hết lòng sao mày dám lừa tao tao liều mạng với mày ông quý tiếp tục phát tiết lên người của bà nga mọi người sợ có án mạng nên đã lao vào can ngăn bữa tiệc ra mắt hóa thành trò cười trong mắt bản dân thiên hạ một tuần sau đó ông quý vác thân tàn ma dại về nhà gặp bà hòa Ông ta quỳ xuống trước mặt bà Hòa, khóc nức nở cầu xin bà tha thứ. "Xin bà cho tôi một cơ hội trở về được không?" Ông ta quay sang con trai con gái của mình nói, "Mấy đứa tha thứ cho ba được không?" "Chuyện này tụi con không quyết định được." Thế Khải đứng ra trả lời thay, sau đó kéo hết mọi người ra ngoài. Trong nhà lúc này chỉ còn lại ông Quý và bà Hòa. Bà nói ánh mắt lộ rõ quyết tâm. Nếu Hoàng Văn Thanh thật sự là con trai ruột do ông bà Nga đẻ ra thì ông sẽ không quỳ trước mặt của tôi mà cầu xin đâu. Nói rồi bà thở dài giọng bà lạc đi nói. Sẵn đây tôi nói cho ông biết sự thật. Năm xưa tôi biết bà Nga rất yêu ông nhưng cũng đồng thời yêu thêm một người đàn ông khác nữa nên tức giận tìm bằng chứng bà ta là hạng gái không ra gì rồi ép bà Nga chia tay ông để giúp ông quên đi mối tình giang dở nên tôi đã gài ông để ông lấy tôi tôi biết ông nặng tình với bà nga sợ ông đau khổ nên không muốn nói sự thật cho ông biết tôi tưởng thời gian sẽ xóa nhỏ tất cả nào ngờ ông chỉ xem tôi là cái máy duy trì nòi giống chứ trong thâm tâm của ông tình cảm mà ông dành cho tôi chỉ có một phần nhỏ xíu mà thôi bởi vì ông nghĩ tôi ham hư vinh loại đàn bà xảo quyệt nên ông hận tôi lắm đúng không bây giờ ông quỳ trước mặt tôi làm gì nữa chẳng có ý nghĩa gì cả khi ông vốn không hề yêu thương tôi về với bà nga đi Bà Nga mới là người khiến ông thành ra như hôm nay đấy. Còn nữa, mẹ sẽ do tôi phụng dưỡng bởi vì bà có ơn với tôi. Nếu không có số tiền mẹ cho tôi năm xưa thì sẽ không có công ty may lớn mạnh như hôm nay. Các con tôi sẽ không có cuộc sống đủ đầy như hiện tại. Nói xong, bà Hoài chống gậy quay mặt đi, hai hàng nước mắt không tự chủ mà chảy dọc hai bên má. Đến giờ phút này bà tưởng mình sẽ không đau lòng nữa. Hóa ra nỗi đau đã thẩm thấu vào tim từ bao giờ, âm thầm chảy máu suốt gần 40 năm qua. Ngày hôm đó trời mưa như chút nước, ông Quý dầm trong mưa bước đi một cách vô định. Giây phút này ông mới nhận ra mình đã từng có một người vợ yêu thương lo lắng cho mình biết nhường nào. Cũng rất khó để tìm thấy một người phụ nữ thứ hai yêu ông đến như vậy. Hóa ra suốt gần 40 năm qua, có biết bao lần bà đã nói cho ông biết chỉ là ông quá vô tâm, xem những lời nói đó là những lời nói đùa mà thôi nếu như ông sớm nhận ra thì đã không đánh mất gia đình đã không tự mình hủy đi tuổi xế chiều vốn sẽ bình yên an nhàn hạnh phúc bên con cháu một ngày của hai tuần sau đó người ta phát hiện hai thi thể của bà nga và hoàng văn thanh nằm chết trên nền nhà hình như là bị trúng độc bên cạnh là thi thể của ông quý với một con dao đang cắm vào người chết do mất máu quá nhiều sau khi ông Quý mất không lâu, ngân hàng Acebank mà ông cất công gây dựng hơn nửa đời người cũng sụp đổ theo. Đó là điều mà Thế Khải đã lường trước. Nhưng cái cách mà anh không ngờ đến chính là ba của anh lại chọn cách ra đi trong điều tiếng để miệng đời xỉ vả. Mấy ngày sau, anh tìm thấy trong ngăn bàn làm việc của ông hồ sơ bệnh án ung thư phổi giai đoạn cuối. Không lâu sau, khi biết tin mẹ và anh trai mất, Ninh Thanh Thủy ở trong tù cũng hóa điên nên được nhà chức trách chuyển vào trại tâm thần còn cô gái giả danh dạ thảo bị kết án 3 năm tù cho hưởng án treo vì con nhỏ bị bệnh. Sóng gió qua đi, Thế Khải mới có thời gian dẫn vợ và hai con đi Đà Nẵng chơi như lời anh đã hứa năm nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hôn nhân lệch tuổi của tác giả Đỉnh Lan Để có thể lắng nghe bộ chuyện mới tiếp theo Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Và nhấn vào chuông thông báo Cũng như like và chia sẻ Để mọi người cùng nghe chuyện nhé Cảm ơn các bạn Xin chào và hẹn gặp lại